Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 257. Diệp Huyên đang định nói chuyện, lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử, người không muốn mở thư viện sao? Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa mỉm cười, thật ra Tân Nguyệt giáo rất thích hợp để mở thư viện. Diệp Huyên chợt nói, cao thủ mạnh nhất Tân Nguyệt giáo hiện giờ là ai? Tín công chúa nói, ngài thương, giáo mẫu đời trước của Tân Nguyệt giáo. Diệp Huyên nhìn về phía Trịnh Điện Chủ do dự chốc lát rồi nói, Diệp Thiếu, ta thật sự rất mạnh, thật đấy. Hắn ta thật sự bó tay rồi. Mẹ nó! Trong mắt Diệp Thiếu này mình yếu lắm sao? Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy ông đến Tân Nguyệt giáo một chuyến. Trịnh Điện Chủ gật đầu, được. Nói xong, hắn ta nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, dẫn đường đi. Người đàn ông trung niên run giọng nói, ngươi là Tuế Nguyệt hành giả cảnh. Trịnh Điện Chủ không tỏ vẻ gì, dẫn đường. Người đàn ông trung niên còn muốn nói điều gì, Trịnh Điện Chủ đột nhiên vung tay lên. Quỳnh! Người đàn ông trung niên trực tiếp hóa thành hư vô, bị xóa sổ hoàn toàn. Trịnh Điện Chủ nhìn Tín công chúa, Tín công chúa. Tín công chúa gật đầu, người đâu, mang lão Trịnh đến Tân Nguyệt giáo. Vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện trước mặt Trịnh Điện Chủ, ông ta hơi thi lễ với Trịnh Điện Chủ, mời. Nói xong, ông ta quay người hóa thành một vệt sáng biến mất ở cuối chân trời. Trịnh Điện Chủ cũng lập tức đi theo. Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa mỉm cười, sau đó dẫn Diệp Huyên đi vào trong một vùng tinh không tĩnh mịch. Tín công chúa thoáng nhìn xung quanh, sau đó cười nói, Diệp công tử, nơi này thích hợp để đánh nhau. Diệp Huyên nhìn Tín công chúa, ta sẽ dốc hết sức. Tín công chúa cười nói, ta biết. Diệp Huyên gật đầu, hắn bất chợt mở bàn tay ra, sau đó bỗng nắm chặt lại, ý định muốn gấp thời không, nhưng trong nháy mắt đó, Tín công chúa đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Diệp Huyên bỗng nhiên co rụt lại, quyết đoán từ bỏ gấp thời không, bởi vì một tia sáng sắc lạnh đã bay đến cổ họng hắn. Nhanh quá! Diệp Huyên thầm khiếp sợ. Chỉ có thể gắng gượng né sang bên cạnh, tránh thoát tia sáng sắc lạnh này chỉ trong gang tấc, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói từ bụng truyền đến, cả người trực tiếp té bay ra ngoài, vừa bay đã ra xa mấy vạn trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại đã cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ xông đến trước mặt. Tuế Nguyệt chi lực. Tốc độ của Tín công chúa quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh mơ hồ. Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu, trong chốc lát, hai luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Kiếm ý nhân gian và huyết mạch chi lực. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh xuất hiện, Tín công chúa vừa xông đến trước mặt Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi, nhưng gần như cùng lúc đó, hai luồng sức mạnh của Diệp Huyên rầm rầm vỡ vụn, kể tiếp, cả người hắn lại bay ra ngoài mấy vạn trượng. Mà hắn vừa dừng lại đã nắm chặt tay phải, hư thời không bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà, trong nháy mắt hắn muốn gấp. Vô số tàn ảnh chợt xông đến trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên khó coi, hắn biết, trong nháy mắt hắn chém ra, chắc chắn đối phương có thể lấy mạng hắn trước. Bị áp chế về mặt tốc độ, Diệp Huyên không thể không từ bỏ đại chiêu này, chỉ có thể cấp tốc né về phía sau, mà trong khoảnh khắc tránh né, vô số kiếm ý nhân gian từ trong cơ thể hắn tuôn tràn ra ngoài, sau đó hóa thành những luồng kiếm quang bao phủ Tín công chúa đang ở trước mặt hắn. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, kiếm quang cũng rầm rầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà Diệp Huyên vừa dừng lại đã lập tức cầm kiếm bổ về phía trước. Xoẹt! Một vùng kiếm quang bùng phát trước mặt Diệp Huyên. Ầm ầm! Kiếm quang vừa xuất hiện đã ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó, Diệp Huyên chỉ thấy bóng đen chợt lóe, tiếp theo, một cánh tay trắng nõn như ngọc đột nhiên đưa đến trước mặt hắn. Diệp Huyên không chém ra. Bởi vì kiếm của hắn không nhanh bằng tay của đối phương, nếu vung kiếm chém ra trong loại tình huống này, không chỉ không đả thương được đối phương, mà còn khiến bản thân thê thảm. Mà hắn cũng không cách nào lựa chọn lấy một đổi một, điều kiện tiên quyết của lấy một đổi một là tốc độ hai bên tương đương. Lần này, hắn quá bị động rồi. Nhưng mà, trong thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không hề từ bỏ, trong nháy mắt nắm đấm của Tín công chúa đánh vào bụng mình, hắn không tránh không né. Mặc cho nắm đấm kia đấm vào bụng mình,
nhưng gần như cùng lúc đó, linh hồn hắn bỗng siết chặt tay phải, trực tiếp gấp thời không. Vứt bỏ cơ thể. Hắn chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ cơ thể, chỉ như vậy, hắn mới có một cơ hội phản kích. Tất nhiên Tín công chúa không nương tay, trong khoảnh khắc cú đấm chạm vào bụng, cơ thể của hắn lập tức vỡ vụn. Tín công chúa đắc thủ hơi ngẩn ra, nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại vứt bỏ cơ thể như vậy, không có cơ thể nương nhờ, thực lực giảm xuống rất nhiều. Diệp công tử này muốn nhận thua sao? Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, ngay sau đó, sắc mặt Tín công chúa thay đổi đột ngột, bởi vì linh hồn của Diệp Huyên đã gấp vô số hư thời không. Tiếp đó, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên chém xuống. Một kiếm này mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tín công chúa lật tay lại, một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể nàng ta tuôn trào ra ngoài. Ầm ầm. Đột nhiên, Tín công chúa bay thẳng ra ngoài mấy vạn trượng, mà nàng ta vừa dừng lại, thời không xung quanh đã trở nên đen kịt, cùng lúc đó, cơ thể của Tín công chúa cũng dần dần tan biến, cuối cùng giống như Diệp Huyên, chỉ còn lại linh hồn. Mà lúc này, Diệp Huyên xa xa lại gấp vô số hư thời không. Nhưng lần này Diệp Huyên không chém ra kiếm thứ hai. Bởi vì hắn phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mà ở nơi cách phía sau hắn ngàn trượng xuất hiện một bóng mờ. Không phải ai khác mà chính là Tín công chúa. Phân thân. Thế nhưng, hắn cũng không rõ trước mắt là phân thân hay phía sau là phân thân. Bởi vì đều không có cơ thể. Lúc này, Tín công chúa đột nhiên mỉm cười, một kiếm này của Diệp công tử vô cùng lợi hại. Diệp Huyên cười nói, thực lực của Tín công chúa khiến ta kinh ngạc. Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, coi như hòa nhau, được chứ? Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn chém một kiếm này ra, Tín công chúa có thể chết, vì sao nói là có thể? Bởi vì hắn cũng không chắc chắn đâu mới là bản thể. Nếu một kiếm này giết nhầm, vậy người chết chính là hắn, phải biết, hắn cũng chỉ còn lại linh hồn, mà tốc độ của Tín công chúa này lại cực kỳ nhanh. Một kiếm này giết đúng, hắn thắng, nhưng nếu giết sai, hắn chết. Lúc này, thời không nơi này bỗng nhiên biến ảo. Một lát sau, hai người trở về hoàng cung đế quốc cổ. Tín công chúa thoáng nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, Diệp công tử, kiếm này của ngươi thật sự rất đáng sợ, ta căn bản không dám cứng rắn chống đỡ. Trong trận đánh với Diệp Huyên này, thật ra nàng ta đánh cũng rất bó tay bó chân, bởi vì nàng ta không cách nào cứng rắn chống trả kiếm của Diệp Huyên, kiếm này rất sắc bén, cho dù nàng ta cũng kiêng dè không thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tín công chúa, vì sao tốc độ của cô nhanh như vậy? Trận đấu vừa rồi kia, hắn cũng là nghĩ mà sợ. Tốc độ của Tín công chúa này thật sự bất hợp lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhanh đến độ hắn luôn bị chèn ép, nếu không phải cuối cùng hắn quyết đoán từ bỏ cơ thể để phản kích, vậy hắn căn bản không có cơ hội chiến thắng. Mà giờ phút này cũng khiến hắn hiểu ra khuyết điểm của bản thân. Tốc độ. Trước đó, hắn cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, nhưng vừa đánh trận này, hắn đã phát hiện, tốc độ của hắn vẫn còn chậm lắm, nếu gặp được cao thủ cấp bậc như Tín công chúa, vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tín công chúa mỉm cười, luyện. Diệp Huyên nhíu mày, luyện. Tín công chúa gật đầu, chỉ có điên cuồng luyện. Một lần lại một lần khiêu chiến cực hạn của mình, sau đó đột phá cực hạn của mình. Nói xong, nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, thật ra, tốc độ vừa rồi cũng không phải cực hạn của ta. Nghe vậy, Diệp Huyên chợt sửng sốt, cô không dốc hết sức. Tín công chúa thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, tốc độ nhanh nhất của ta nhanh hơn vừa rồi ít nhất 6-7 phần. 6-7 phần. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu là tốc độ kia, hắn tuyệt đối không ngăn cản nổi. Tín công chúa cười nói, đương nhiên, sẽ phải trả giá. Bởi vì nếu ta muốn đạt đến tốc độ cực hạn kia, vậy phải thiêu đốt cơ thể và linh hồn. Sau khi thiêu đốt cơ thể và linh hồn, tốc độ của ta sẽ đạt đến cực hạn của bản thân. Nhưng mà ngươi cũng biết rồi đấy, cho dù có thắng, e rằng bản thân cũng không sống nổi. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng hơi hiểu ra. Thiêu đốt cơ thể và linh hồn này thuộc loại chiến đấu liều mạng. Mà hắn và đối phương không có hận thù không chết không dừng, tất nhiên không thể nào liều mạng, bởi vậy, chỉ có thể đến điểm là dừng.
Tín công chúa đang định nói gì, mà đúng lúc này, nàng ta chợt nhăn mày lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Diệp Huyên hơi không rõ, sao vậy? Tín công chúa trầm giọng nói, Diệp công tử, thuộc hạ lão Trịnh của ngươi xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Lão Trịnh lật thuyền trong mương rồi. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, phải biết rằng, thực lực tên này rất kinh khủng. Tân Nguyệt giáo vẫn có cao thủ ẩn nấp sao? Lúc này, Tín công chúa bỗng nói, ta cùng Diệp công tử đến Tân Nguyệt giáo một chuyến. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hai người lập tức biến mất. Một lúc sau, Diệp Huyên và Tín công chúa đã đến Tân Nguyệt giáo. Vừa tiến vào Tân Nguyệt giáo, Diệp Huyên bỗng nhíu chặt mày, hắn cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc. Lúc này Tân Nguyệt giáo như gặp đại địch, ngay cả đại trận hộ tông mà Tân Nguyệt giáo cũng đã dùng, trận pháp hùng mạnh bao phủ cả Tân Nguyệt giáo, ngoài ra, toàn bộ cao thủ Tân Nguyệt giáo cũng đã vội đến. Diệp Huyên nhìn thấy Lão Trịnh, vẻ mặt Lão Trịnh lúc này vô cùng khó coi, khóe miệng còn vương máu. Trước mặt Lão Trịnh không xa, có một người đàn ông đang đứng. Vô Biên Chủ. Rõ ràng, là bị Vô Biên Chủ đánh rồi. Nhìn thấy Vô Biên Chủ, Diệp Huyên bỗng nhíu mày, ông ta sao lại ở đây? Nhìn thấy Diệp Huyên, Vô Biên Chủ cũng nhíu chặt mày, người đến làm gì? Diệp Huyên cười nói, tiêu diệt Tân Nguyệt giáo. Vô Biên Chủ bỗng ngây người, sau đó chỉ vào Trịnh Điện Chủ, người của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyên, hắn muốn đánh ta. Diệp Huyên nhìn Trịnh Điện Chủ, Trịnh Điện Chủ chần chừ sau đó nói, người này rất kiêu căng, cho nên, muốn dạy dỗ hắn một chút. Diệp Huyên cạn lời, người đúng là biết chọn người. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ, Vô Biên, dạo này ông đi đâu vậy? Vô Biên nói, đi dạo. Diệp Huyên đen mặt. Ngay lúc này, một cô gái mặc trường bào màu đen bỗng chậm chậm đi lại từ phía xa. Tín công chúa ở bên cạnh Diệp Huyên, nói, giáo mẫu Tân Nguyệt giáo, Ngải Thương. Diệp Huyên nhìn Ngải Thương, Ngải Thương nhìn mấy người trong sân, cuối cùng, ánh mắt nàng ta nhìn sang Lão Trịnh, các hạ là điện chủ thần điện Tuế Nguyệt. Lão Trịnh bình tĩnh nói, bây giờ không phải nữa rồi. Hiện tại Diệp công tử mới là điện chủ thần điện Tuế Nguyệt. Ngải Thương nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, Diệp công tử. Diệp Huyên bình tĩnh nói, Tân Nguyệt giáo không phải muốn giết ta sao? Hôm nay, ta đến là để các ngươi giết. Ngải Thương thấp giọng nói, chuyện này là hiểu lầm. Diệp Huyên cười nói, ta không nghĩ là hiểu lầm. Ngải Thương thấp giọng thở dài, cả đám người các ngươi đến ức hiếp một phụ nữ ta đây, không tốt lắm nhỉ? Diệp Huyên cạn lời. Mẹ nó! Diệp Huyên không nói rông dài, nói thẳng, Lão Trịnh, giết đi. Lão Trịnh gật đầu, đang định ra tay thì lúc này, Vô Biên Chủ ở bên cạnh bỗng lên tiếng, đợi đã. Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ nhìn Ngải Thương, đạo hỏa. Ngải Thương nhìn Vô Biên Chủ, ta nguyện ý giao đạo hỏa, chỉ là, người phải giúp ta đối phó với vị Diệp công tử này. Vô Biên Chủ nâng tay tát một cái. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngải Thương trực tiếp bị sức mạnh kinh người tấn công. Thân xác thoáng chốc đã vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Ngay cả sức đánh trả cũng chẳng có. Vô Biên Chủ nhìn Ngải Thương vẫn ngơ ngác kia, người nghĩ ta đang thương lượng với ngươi sao? Ngải Thương nhìn Vô Biên Chủ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Vốn dĩ, nàng ta nghĩ nàng ta còn có thể chống chọi đôi chút, thế nhưng sự thật tàn khốc nói cho nàng ta biết, trước mặt người ta nàng ta chẳng là gì cả. Ngải Thương quả quyết nói, ta đầu hàng. Diệp Huyên nhìn Ngải Thương, ngươi không muốn phản kháng chút sao? Gọi tổ hay gì đó? Ngải Thương lắc đầu, ta đầu hàng. Nói rồi, nàng ta xòe tay, một chiếc hộp đen chậm rãi bay đến trước mặt Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ mở ra nhìn, sau đó, ông ta khẽ nheo mắt, rồi cất hộp, tiếp đó đang định rời đi thì lúc ấy, ông ta như nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Diệp Huyên, có hứng thú đến thời không linh độ dạo chơi không? Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ, ông bảo ta đi, chắc chắn không có ý tốt. Vô Biên Chủ lạnh nhạt nói, ta còn có thể giết chết ngươi hay sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, Vô Biên, rốt cuộc thời không linh độ là thời không gì? Vô Biên Chủ nói,
một thời không rất đặc biệt, cũng có thể nói là một con đường thông qua thế giới hư chân, muốn đến thế giới hư chân, nhất định phải vượt qua nơi này. Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ, ông muốn đến thế giới hư chân. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Vô Biên Chủ hỏi ngược, tại sao ngươi muốn ăn cơm? Diệp Huyên không nói được gì. Vô Biên Chủ nói, thế giới vũ trụ này, đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Diệp Huyên thấp giọng nói, Vô Biên, có thể nói về thế giới hư chân không? Vô Biên Chủ im lặng một lúc rồi nói, ta chưa từng đến. Cụ thể ra sao cũng biết quá rõ, nhưng, nếu ngươi đến được thế giới hư chân, vậy thì người thiên mệnh đời sau cũng sắp xuất hiện rồi. Diệp Huyên lắc đầu, Thanh Nhi cũng nói giống hệt lời ngươi. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đến thời không linh độ dạo chơi không? Nếu không có gì bất ngờ, lần này ta đi, có lẽ chúng ta phải rất rất lâu nữa mới có thể gặp lại. Diệp Huyên cười nói, vậy đi dạo chơi vậy. Lúc này, Tín công chúa bỗng nói, ta có thể đi cùng không? Diệp Huyên nhìn Tín công chúa khẽ cười, ta cũng muốn xem. Diệp Huyên gật đầu, vậy cùng đi thôi. Ở bên cạnh, Lão Trịnh vội nói, ta cũng có thể đi không? Diệp Huyên còn chưa nói thì Vô Biên Chủ bỗng lên tiếng, không được. Lão Trịnh ngây người. Vô Biên Chủ liếc nhìn hắn ta, người đi chính là tìm đường chết. Lão Trịnh thấp giọng nói, tại sao? Nói rồi, hắn do dự chốc lát rồi nói, ta so với Tín công chúa còn mạnh hơn một chút. Về mặt Vô Biên Chủ vô cảm, mạnh con khỉ Lão Trịnh nhíu mày. Vô Biên Chủ nhìn Tín công chúa, nàng ta không giống như ngươi, nàng ta có nhân quả đặc biệt bảo vệ, mà ngươi ngay cả cọng lông cũng chẳng có, đi chính là tự dâng đầu người, có hiểu chưa? Lão Trịnh. Diệp Huyên nhìn Lão Trịnh, người giúp ta trông coi thần điện Tuế Nguyệt cho tốt. Lão Trịnh gật đầu, được. Nói rồi, hắn ta do dự chốc lát rồi nhìn Vô Biên Chủ, vị tiền bối này, thế nào là nhân quả đặc biệt? Vô Biên Chủ nhìn Lão Trịnh, hiểu được thì hiểu, không hiểu cũng không cần phải hiểu. Lão Trịnh. Vô Biên Chủ bỗng vung tay áo, bỗng chốc, bầu trời xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Vô Biên Chủ nhìn vết nứt kia. Khẽ nói, đi thôi. Nói xong, ông ta lập tức hóa thành một luồng sáng biến mất trong vết nứt kia. Diệp Huyên và Tín công chúa cũng vội đi theo sau. Nhìn thấy mấy người họ rời đi, giáo mẫu Tín Nguyệt giáo kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn Lão Trịnh ở bên cạnh thì vẻ mặt lại nghi hoặc. Không hiểu cũng không cần phải hiểu. Không lâu sau, ba người Diệp Huyên đã đến một vùng tinh không tăm tối. Lạnh. Đây là cảm giác lúc này của Diệp Huyên. Tín công chúa nhìn xung quanh, nơi này là thời không linh độ sao? Vô Biên lắc đầu, không phải. Nói xong, ông ta đi về phía xa. Diệp Huyên và Tín công chúa cũng đi theo. Trên đường, Diệp Huyên bỗng hỏi, Vô Biên, sao đột nhiên ông lại muốn đến thế giới hư chân? Vô Biên thản nhiên nói, người bên này đều quá yếu. Không có ý nghĩa. Diệp Huyên thấp giọng nói, người thế giới hư chân rất mạnh sao? Vô Biên bình tĩnh nói, chưa có nói đến thế giới hư chân, mà ngay cả con đường thông qua thế giới hư chân cũng đều rất mạnh. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, người có thể xem trước cao thủ đỉnh cao thế giới hư chân. Diệp Huyên trầm giọng nói, chủ nhân bút đại đạo không quan tâm mấy đến thế giới này, là bởi vì y ở thế giới hư chân. Vô Biên chủ gật đầu. Diệp Huyên lắc đầu, thế giới này rất loạn. Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi đang quản sao? Diệp Huyên im lặng. Vô Biên chủ cười nói, thật ra đây cũng là một cơ hội của ngươi, nếu ngươi có thể sửa đổi cả vũ trụ, thì tín ngưỡng chi lực của ngươi cũng sẽ đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, ngươi phải cẩn thận, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ cắn ngược. Diệp Huyên nhíu mày, cắn ngược. Vô Biên chủ gật đầu, đạo môn hiện tại chính là bị cắn ngược. Diệp Huyên không hiểu, sao lại nói vậy? Vô Biên chủ nói, hiện tại vạn vật chúng sinh tín ngưỡng ngươi, vì vậy, tín ngưỡng chi lực của ngươi sẽ càng lúc càng mạnh, nhưng nếu có một ngày, thư viện quan huyên của ngươi có vấn đề, giống như đạo môn vậy, thế thì, tín ngưỡng chi lực sẽ xuất hiện vấn đề lớn, tín ngưỡng của bọn họ dành cho ngươi một khi sụp đổ, thì ngươi sẽ bị tín ngưỡng chi lực cắn ngược.
Diệp Huyên không hiểu, chủ nhân bút đại đạo cũng bị tín ngưỡng cắn ngược rồi sao? Vô biên chủ lắc đầu, y không giống ngươi, y không phải tu luyện chính tín ngưỡng chi lực, đối với y mà nói, tín ngưỡng chi lực có hay không cũng được. Nhưng ngươi thì khác, ngươi đang đi trên con đường kiếm đạo nhân gian, ngươi hiểu không? Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Vô biên chủ nhìn tín công chúa ở bên cạnh, cho ngươi một đề nghị, đế quốc cổ chủ động gia nhập thư viện quan huyên, nếu không, tương lai đế quốc cổ ngươi sẽ có đại học, cũng giống như Tân Nguyệt giáo vậy. Tín công chúa im lặng. Vô biên chủ lại nói, tên này tuy không quá võ đức, nhưng tam quan cũng đứng đắn, hơn nữa, tâm cũng không quá ác, nhiều lúc cũng nguyện ý nói lý với người, nhưng nếu hắn không ở thư viện quan huyên. Lúc đó, người bên dưới thư viện quan huyên sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Tín công chúa khẽ gật đầu, ta sẽ cân nhắc. Vô biên chủ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Diệp Huyên bỗng hỏi, vô biên, tăng vô và thần minh đâu? Vô biên nói, người hỏi làm gì? Diệp Huyên cười nói, chỉ là hiếu kỳ thôi. Vô biên bình tĩnh nói, hiện tại bọn họ sống rất tốt. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nếu bọn họ không thể đến thế giới hư chân, thì có thể để bọn họ đến thư viện quan huyên của ta. Vô biên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Ngay lúc này, tín công chúa bỗng quay đầu nhìn qua, phía bên phải không xa, có một người đàn ông trung niên đứng đó, người đàn ông trung niên cởi trần. Tóc dài xõa vai, tay phải nắm một thanh trường đao không có vỏ, ông ta từng bước đi về phía xa. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, ngay sau đó, vẻ mặt hắn bỗng trở nên nghiêm trọng. Mạnh quá! Người này khiến hắn cảm giác rất kinh khủng. Khi đối mặt với mấy người thanh nhi, hắn không cảm thấy nguy hiểm, nhưng người trước mặt này, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Người đàn ông trung niên bỗng bình tĩnh nói, người thiên mệnh. Lại còn đến hai người. Nói xong, ông ta rời mắt, tiếp tục đi về phía xa. Diệp Huyên nhìn vô biên lạnh nhạt nói, người không cảnh giới, xem như là người bước ra khỏi quy tắc của chủ nhân bút đại đạo. Nói rồi, ông ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, người không cảnh giới chân chính. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, giống như thanh nhi. Vô biên nhìn Diệp Huyên, người nghĩ các nàng ấy là không cảnh giới sao? Diệp Huyên gật đầu. Vô biên lắc đầu, đó đã là chuyện rất rất lâu về trước rồi. Diệp Huyên im lặng. Vô biên chủ nhìn người đàn ông trung niên phía xa, hiện tại thời không lợi hại nhất mà ngươi từng tiếp xúc là gì? Diệp Huyên nói, thời không tuế nguyệt. Vô biên chủ nói, người này có lẽ có thể dùng một đao đánh nát thời không tuế nguyệt. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mà ngay lúc này, người đàn ông trung niên kia bỗng đi vào cánh cổng thời không khổng lồ phía xa, sau đó, một đầu người đầu máu chậm chậm lăn ra. Chính là của người đàn ông trung niên kia. Vẻ mặt Diệp Huyên và tín công chúa cứng đờ. Vô biên chủ bình tĩnh nói, đi thôi. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, hay là, chúng ta đổi ngày khác đến đi. Ta đi thăng cấp chút đã. Chết rồi. Không thể không nói. Giờ phút này Diệp Huyên và tín công chúa đều ngây dại. Hai người không ngờ, người đàn ông trung niên khủng bố này lại chết như vậy. Đầu cũng bay ra rồi. Diệp Huyên phát hiện, chuyện không đơn giản như vậy. Vô biên chủ thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, thế này mà đã bị dọa sợ rồi sao? Diệp Huyên cười gượng. Vô biên chủ nói, đây vẫn chưa phải là thế giới hư chân, bên trên là thời không linh độ. Mà xuyên qua thời không linh độ cũng chưa đến được thế giới hư chân. Diệp Huyên im lặng. Vô biên chủ coi như đã dẫn hắn đi xem trước con đường mình phải đi sau này. Đi thế giới hư chân. Mình nhất định phải đơn độc đi trên con đường này. Vô biên chủ chợt nói, còn muốn đi xem nữa không? Diệp Huyên gật đầu, đi chứ. Vô biên chủ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyên và tín công chúa đi về nơi xa. Thoáng chốc, ba người tiến vào cánh cửa thời không kia, ba người chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, ngay sau đó, ba người xuất hiện trong một vùng tinh không tĩnh mịch. Vừa xuất hiện trong vùng tinh không này, sắc mặt Diệp Huyên đã trở nên vô cùng nghiêm nghị, cùng lúc đó, vậy mà huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn lại chủ động kích hoạt, vô số huyết mạch chi lực mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Lạnh! Lạnh thấu xương! Cho dù là Diệp Huyên cũng không chịu nổi. Lúc này,
Phổ biên chủ ở bên cạnh đột nhiên nói, đây là nơi lạnh nhất của vùng vũ trụ này, bởi vậy, nó được gọi là thời không linh độ, ở nơi này, không có bất kỳ độ ấm nào, hoàn toàn lạnh lẽo. Diệp Huyên nghiêng đầu nhìn Tín công chúa, vẻ mặt Tín công chúa cũng nghiêm nghị trước giờ chưa từng có. Mà lúc này, một cô bé áo trắng đang đứng ở nơi cách ba người không xa, cô bé áo trắng chừng 13-14 tuổi, tết một bím tóc dài, trong tay cầm lưỡi liềm, mà dưới chân nàng ta chính là thi thể của người đàn ông trung niên vừa rồi. Trong tay trái của cô bé còn có một chiếc nhẫn chứa để dính máu. Nhìn thấy ba người Diệp Huyên, trong mắt cô bé áo trắng lập tức lóe vẻ hưng phấn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng ta đã rơi xuống người vô biên chủ, nhìn thấy vô biên chủ, sắc mặt nàng ta trở nên nghiêm túc. Tiếp đó nàng ta lại nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng nhìn không được bao lâu đã quay trở lại nhìn vô biên chủ. Thế là, ánh mắt nàng ta cứ không ngừng qua lại giữa vô biên chủ và Diệp Huyên. Vô biên chủ liếc nhìn cô bé áo trắng, không nói lời nào. Cô bé áo trắng đột nhiên nhún vai, quay người đi về nơi xa. Diệp Huyên hơi không hiểu, không phải vừa rồi nàng ta còn muốn đánh chúng ta sao? Vô biên chủ thản nhiên nói, ngươi nói xem. Diệp Huyên nói, vậy vì sao nàng ta lại không đánh nữa? Vô biên chủ bình tĩnh nói, có thể là bị ngươi dọa sợ rồi. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. Vô biên chủ nói, đi thôi. Nói xong, ông ta tiếp tục đi về nơi xa. Diệp Huyên bất chợt nói ra, ông không lấy ngọn lửa kia ra sửa chút sao? Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, vẫn chưa phải lúc. Diệp Huyên không nói gì nữa. Ba người tiếp tục đi về nơi xa, không thể không nói, bên trong thời không linh độ này thật sự rất yên tĩnh, không có lấy một âm thanh nào. Trừ cái đó ra thì nơi này còn rất lạnh. Càng ngày càng lạnh. Tín công chúa bỗng nhiên nói ra, người có thể tới nơi này đều là cao thủ đỉnh cấp của vũ trụ sao? Vô biên chủ gật đầu, không chỉ vũ trụ của các cô, mà còn cả vũ trụ bình hành. Có thể nói thế này. Một cái vũ trụ, từ khi bắt đầu đến khi diệt vong, có lẽ cũng chỉ có một người có thể đi đến nơi này. Chắc chắn người chết vừa rồi cũng là loại yêu nghiệt xưa nay chưa từng có của một vũ trụ nào đó. Diệp Huyên nói, hắn ta bị xử lý rồi. Vô biên chủ bình tĩnh nói, bởi vì có người yêu nghiệt hơn hắn ta. Nơi này, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Tín công chúa chợt nói, ở nơi này, ta và Diệp công tử coi như lót đáy rồi nhỉ. Vô biên chủ liếc nhìn Tín công chúa, cô lót đáy, nhưng người bên cạnh cô không phải lót đáy. Tín công chúa hơi ngẩn người, sau đó nói, ta từng đánh với Diệp công tử, bọn ta cũng coi như ngang tay. Vô biên chủ lắc đầu, cô chỉ nhìn thấy thực lực của bản thân Diệp công tử, lại không nhìn thấy thế lực sau lưng hắn. Có một số người không chỉ có một mình, hiểu chưa? Tín công chúa chớp mắt, sau đó nhìn Diệp Huyên, cười nói, thật ra... Ta cảm thấy có chỗ dựa cũng không có gì không tốt, vô biên tiền bối, mạo muội hỏi một câu, khi ông từng là người thiên mệnh, hẳn cũng không phải từ một người bình thường đi lên đâu nhỉ. Vô biên chủ nhìn về phía Tín công chúa cười nói, ví dụ ta đây, ta vừa ra đời đã ở đế quốc cổ, ngay cả việc sinh ra, điểm xuất phát của ta đã vượt qua vô số người rồi. Mà khi ta bắt đầu bước lên con đường võ đạo, muốn công pháp có công pháp, muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện. Có thể nói, nếu không có bệ đỡ khổng lồ là đế quốc cổ này cho ta dựa vào, ta không thể nào đi đến ngày hôm nay. Nói xong, nàng ấy mỉm cười, vô biên tiền bối là người thiên mệnh đời trước, cho nên ta tin rằng, chắc hẳn ông cũng có một số kỳ ngộ đặc biệt, đúng không? Vô biên chủ gật đầu, đúng vậy. Tín công chúa cười nói, từ một mức độ nào đó, chúng ta và Diệp công tử cùng đi trên một con đường, khác biệt chính là... Chỗ dựa sau lưng Diệp công tử mạnh hơn chỗ dựa sau lưng chúng ta mà thôi. Vô biên chủ lắc đầu, sở dĩ cô cho rằng như vậy, đó là bởi vì cô chưa từng bị đánh. Tín công chúa. Vô biên chủ nói, đi thôi. Nói xong, ông ta đi về nơi xa. Tín công chúa ở bên cạnh Diệp Huyên hơi tò mò, Diệp công tử, muội muội ngươi rất giỏi đánh nhau sao? Diệp Huyên cười nói, tạm tạm. Tín công chúa cười nói, về sau có cơ hội, có thể gặp gỡ không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Khi nói chuyện, vô biên chủ đi đầu đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn về nơi cách đó không xa, ở nơi đó có một ông lão khoác trường bào màu đen đang ngồi, toàn thân ông lão đều giấu bên trong trường bào,
tay phải cầm một cây gậy sắp khô mục. Diệp Huyên thoáng nhìn ông lão, sau đó mang theo Tín công chúa đi ra sau Vô Biên chủ. Vô Biên, ông ta muốn làm gì? Vô Biên thản nhiên nói, hẳn là muốn cướp bóc. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ông đánh lại không? Vô Biên liếc nhìn Diệp Huyên, biết vì sao ta mang ngươi tới nơi này không? Diệp Huyên không hiểu. Vô Biên chủ bình tĩnh nói, chính là để ngươi nhìn xem ta lợi hại cỡ nào. Nói xong, ông ta chậm rãi bước về phía ông lão kia. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão mặc trường bào chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vô Biên chủ, ông ta nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, khàn giọng nói, mục tiêu của ta không phải là ngươi. Vô Biên chủ dừng bước, nhíu mày. Ông lão mặc trường bào nhìn Diệp Huyên và Tín công chúa nơi xa, mục tiêu của ta là hai người bọn họ. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại. Mẹ nó! Ông là chuyên môn bắt nạt kẻ yếu sao? Vô Biên chủ thoáng nhìn ông lão, bọn họ là ta mang tới. Ông lão lắc đầu, người rất mạnh, nhưng mà, bọn họ không có tư cách tiến vào nơi này. Nói xong, bỗng có một cô bé đi đến bên cạnh ông ta, chính là cô bé áo trắng trước đó, cô bé khua khua lưỡi liềm trong tay, trên mặt nở nụ cười khiến người ta rùng mình. Vô Biên chủ nhíu mày, đánh hội đồng sao? Ông lão nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, người có tư cách tiến vào, bọn họ không có. Cho nên, bọn họ phải chết. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta tới, ta tới. Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên đi về phía ông lão kia, sau đó nói, Vô Biên chủ, việc này ông đừng quan tâm. Ta tới đánh với bọn họ. Vô Biên chủ hơi do dự, sau đó nói, chút chuyện nhỏ này, không đến mức gọi muội. Diệp Huyên thản nhiên nói, ai bảo ta muốn gọi muội? Vô Biên chủ nhíu mày, không gọi muội sao? Diệp Huyên nói, gọi cha không được sao? Vô Biên chủ lập tức đen mặt. Nơi xa, ông lão mặc trường bào nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người biết đây là nơi nào không? Diệp Huyên đang định nói chuyện, Vô Biên chủ bỗng đi tới bên cạnh hắn, sau đó nói, nơi này là con đường sau này ngươi phải đi, lần này ta dẫn ngươi tới. Không phải dẫn ngươi qua cửa, mà là để ngươi mở mang kiến thức. Bây giờ, đây là sân nhà của ta, cho nên ta tới là được rồi. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Nơi xa, đồng tử ông lão mặc trường bào bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, ông ta đột nhiên tung người nhảy lên, cây gậy trong tay bỗng điểm ra trước mặt. Nơi cây gậy điểm ra, một hố đen khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó, vô số sức mạnh cuồng bạo từ trong hố đen kia trút xuống. Chỉ chớp mắt, thời không nơi đây sôi lên sùng sục. Ầm ầm. Bất thình lình, kèm theo tiếng nổ vang rền, hố đen kinh khủng kia chợt biến mất không thấy đâu nữa, ngay sau đó, một cánh tay bắt lấy ông lão mặc trường bào. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên khẽ nói, cái tên này vẫn còn có chút tài năng nha. Vô Biên chủ nắm chặt ông lão mặc trường bào, trong mắt lóe vẻ khinh thường, biết mình là mặt hàng gì không? Ông lão mặc trường bào hoảng sợ nhìn Vô Biên chủ, ngươi. Vô Biên chủ bỗng siết chặt tay phải. Uỳnh. Ông lão mặc trường bào kia trực tiếp hóa thành hư vô. Vô Biên chủ quay đầu nhìn cô bé áo trắng kia, cô bé áo trắng do dự chốc lát, sau đó nói, ta chỉ đi ngang qua. Nói xong, nàng ta quay người chạy, tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt ba người. Vô Biên chủ xua xua tay. Sau đó bình tĩnh nói, đúng là. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Vô Biên chủ, hắn thoáng nhìn nơi xa, sau đó nói, vì sao nói ta không có tư cách đến nơi này? Chỉ bởi vì ta yếu sao? Vô Biên chủ nhàn nhạt nói, cảm giác ưu việt, mặc dù người ở nơi này không đến được thế giới hư chân, nhưng bọn họ mạnh hơn người bên dưới rất nhiều, dần ra, những người nơi này sinh ra loại cảm giác ưu việt không tên, nói đơn giản chính là, nịnh trên nạt dưới. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Vô Biên chủ nói, đi thôi. Nói xong, ông ta đi về nơi xa. Diệp Huyên nhìn thi thể của ông lão, lắc đầu, sau đó thu nhẫn chứa đồ của ông lão vào. Hắn nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa đồ có một loại tinh thạch đặc thù, không phải mạt pháp tinh, mà là một loại tinh thạch đặc thù khác, có điều, năng lượng không tinh khiết như mạt pháp tinh, nhưng lại tốt hơn bà sa tinh rất nhiều. Bên cạnh, Vô Biên chủ liếc nhìn Diệp Huyên, cũng không nói thêm lời nào. Đối với ông ta thì tiền và ngoại vật không có quá nhiều tác dụng.
Sau khi thu nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên đi theo Vô Biên Chủ về nơi xa, hắn nhìn Vô Biên Chủ, sau đó nói, Vô Biên, hôm nay ông muốn rời khỏi nơi này sao? Vô Biên gật đầu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta tiến ông đoạn đường cuối cùng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta tiến ông đoạn đường cuối cùng. Vô Biên nhăn mày lại, sao nghe lời này cứ thấy sai sai. Ba người tiếp tục lên đường, không mất bao lâu đã đi đến dưới chân một ngọn đồi. Mà trên đỉnh là sấm chớp không ngừng lập lòe. Vô Biên Chủ ngước nhìn nó, nhẹ giọng nói, đồi phong bạo. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, ông ta giải thích, tương truyền trên ngọn núi này có thần lôi mạnh nhất trên đời, ai đi qua nó đều xem như đang độ kiếp. Nếu thành công, thân xác sẽ được cường hóa đến cấp bậc cực cao, nếu thất bại thì thân hóa cho bụi, không còn kiếp sau. Diệp Huyên nhìn lên núi, thấy sấm chớp nổ ầm ầm thì sắc mặt không khỏi đanh lại. Những thứ này nguy hiểm cực. Mỗi một tia thần lôi giáng xuống đều khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi. Phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn. Hắn hỏi, đây là thần lôi mạnh nhất thế gian ư? Vô Biên gật đầu, có thể nói là thần lôi mạnh nhất, cũng là lần độ kiếp cuối cùng của thế giới hư chân. Nói từ một góc độ nào đó thì chỉ cần vượt qua nó xem như mới đặt được nửa chân vào thế giới hư chân. Diệp Huyên nhìn sang, phía sau càng khó khăn hơn nữa ư. Vô Biên gật đầu, chính xác. Diệp Huyên rơi vào im lặng. Vô Biên cười, ta đi đây. Ông ta cất bước đi về phía ngọn núi. Bỗng Diệp Huyên gọi lại, Vô Biên. Vô Biên Chủ quay đầu. Chỉ thấy Diệp Huyên vươn tay đẩy kiếm Thanh Huyên bay đến chỗ ông ta, nó có lẽ sẽ giúp được ông. Ông ta nhìn hắn một chốc rồi cười, cảm ơn, nhưng đừng xem thường ta. Rồi lại tiếp tục đi về phía núi phong bạo. Diệp Huyên im lặng nhìn theo bóng lưng ông ta. Vô Biên Chủ nhanh chóng bước đi dưới ánh mắt của hắn và Tín Công Chúa. Bỗng Diệp Huyên phát hiện sự xuất hiện của một vài người quanh đó. Khí tức ai nấy đều vô cùng kinh khủng. Mà cô bé váy trắng trước đó cũng có mặt. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng nhếch miệng cười. Trông có chút đáng sợ. Diệp Huyên nhìn thanh đao bên hông nàng rồi lại nhìn về phía Vô Biên Chủ. Tín Công Chúa thì quan sát những người kia với vẻ trầm tư. Đó cũng là lúc Vô Biên đặt chân lên ngọn đồi. Kéo theo một cột sét rộng đến cả trăm trượng giáng xuống. Khóe môi khẽ nhếch, ông ta chỉ vung tay lên. Xoảng. Cột sét vỡ tan tành trước tầm mắt bao người. Khiến sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng. Vô Biên Chủ tiếp tục đi tới. Cột sét thứ hai rơi xuống, lần này mang màu đen xì, uy lực mạnh hơn cột đầu tiên ít nhất 10 lần. Nó dẫn theo một luồng uy áp khủng khiếp cuồn cuộn ập xuống rồi lan ra bốn phía khiến vòm trời cũng phải phát run. Vô Biên Chủ vẫn điềm tĩnh vung tay lên, phóng một luồng sức mạnh đáng sợ lên cao. Rầm. Cột sét thứ hai vỡ tan. Sắc mặt những người quan sát đã có phần trầm trọng. Đồi phong bảo. Có thể nói những ai đang có mặt đều từng thất bại trước cửa ải này. Thậm chí còn bị giữ chân suốt mấy chục triệu năm. Chỉ thấy Vô Biên Chủ cất tiếng cười to, đến đây. Dứt lời, ông ta tung mình nhảy thẳng lên đỉnh đồi. Hai tay vươn về phía tầng mây đen kịt. Sắc mặt những người khác đi từ trầm trọng sang khó tin. Người này muốn một thân một mình hứng chọn kiếp lôi của đồi phong bạo ư. Người thường vượt ải cũng là đi từng bước một chứ không ai dám một lần đi hết, vậy mà Vô Biên Chủ lại muốn làm vậy. Cùng lúc ấy, vô vàn sấm chớp sôi trào trong tầng mây. Thể hiện sự phẫn nộ của mình, những người khác cuống quýt lùi lại. Diệp Huyên thấy vậy thì tròn mắt nhìn. Nghe Tín Công Chúa hỏi, chúng ta có nên lui không? Hắn chần chừ hỏi, ngươi nhắm chịu nổi không đấy tiểu tháp? Nổi thì ra đây hứng, hai chúng ta thể hiện cho người ta xem. Tiểu tháp. Nhưng cuối cùng thì hai người vẫn lựa chọn lùi bước. Tuy Diệp Huyên rất là muốn thể hiện một phen nhưng bây giờ không phải lúc. Bởi vì cái đồi phong bạo này thật sự là đáng sợ vượt mức thường nhiều. Có một ông lão đi đến cạnh hai người. Mắt vẫn nhìn theo Vô Biên Chủ, cất giọng hỏi, kia là bạn của các ngươi. Diệp Huyên nhìn nhìn, thấy người này mặc áo choàng đen, người gầy đét như que củi, trông không phải người tốt. Diệp Huyên gật đầu, xem như vậy. Ông lão nhìn hắn, ngươi là người thiên mệnh.
Diệp Huyên gật đầu, khiến sắc mặt ông ta chợt trở nên kỳ quặc. Hắn cau mày, sao các người không ai sợ người thiên mệnh hết vậy? Ông lão hờ hững nói, vì ta từng giết cả trăm tên như vậy rồi. Diệp Huyên thộn ra. Ông lão tiếp tục, đừng nói rằng ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là người thiên mệnh chứ. Diệp Huyên á khẩu. Đậu má. Chủ nhân bút đại đạo, ông là đồ thần kinh. Mắc gì tạo ra lắm người thiên mệnh vậy? Nuôi cổ chơi à? Ông lão gầy đét nhìn về phía đồi phong bạo, nhẹ giọng thì thầm, bạn của ngươi mạnh lắm đấy. Diệp Huyên gật gù, cũng thường thôi. Thế là bị ông ta liếc cho một cái. Diệp Huyên dõi mắt nhìn, thấy đã có gần 10.000 tia kiếp lôi khủng bố tụ tập phía trên vô biên chủ. Chúng nó chỉ tỏa ra uy áp thôi mà đã khiến những người khác thiếu điều không trụ nổi. Từ đó cũng có thể mường tượng ra vô biên chủ đứng ở trung tâm đang phải hứng chịu áp lực kinh khủng nhường nào. Nhưng sắc mặt ông ta vẫn thong dong như thường. Đúng lúc này, hàng vạn tia sét kia đồng loạt giáng xuống như một cơn mưa rào. Khiến sắc mặt ai nấy đều đanh lại. Mà vô biên chủ chỉ nhìn chúng với nụ cười khinh bỉ. Uỳnh! Chỉ trong nháy mắt, cả ngọn đồi đã ngập trong ánh chớp. Đất trời đều rúng động. Tầm mắt của mọi người không rời được khỏi quầng sét kia. Không biết qua bao lâu sau, ánh chớp dần tan đi, để hình bóng một người đàn ông chậm rãi bước ra. Không phải vô biên chủ thì là ai? Ông ta vẫn còn sống. Vẻ kinh hãi tràn ngập gương mặt những người vây xem. Vô biên chủ chỉ phất nhẹ tay áo, cười khẩy cũng chỉ thế mà thôi. Mọi người! Mây đen vây quanh đồi phong bạo tản đi, để một cầu thang bằng đá xanh dài đến vạn trượng trải ra dưới chân vô biên chủ, dẫn đến một cánh cửa to lớn đang tỏa ánh sáng. Diệp Huyên buột miệng hỏi, vượt qua rồi ư? Ông lão lắc đầu, chưa? Hắn nhìn sang, thấy ông ta vẫn nhìn vào cánh cửa, hỏi, người biết đó là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Ông lão, là sinh tử lộ. Diệp Huyên nhíu mày, sinh tử lộ. Ông lão gật đầu, một bước sinh, một bước tử. Diệp Huyên càng thêm không hiểu, là sao? Ông lão không khỏi liếc sang, không biết gì cả mà cũng dám đến đây. Ai cho ngươi cái lá gan này? Diệp Huyên nghĩ nghĩ một hồi, người nhà. Ông lão, trên đồi phong bạo, vào khoảnh khắc vô biên chủ nhấc chân bước lên bậc thang, thời không quanh ông ta chợt trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên nhăn mặt hỏi, chuyện gì vậy? Ông lão đứng bên nói, bậc thang này là tử, người đó đã rơi vào vô gian hồn giới rồi. Rồi liếc hắn, người biết đó là gì không? Diệp Huyên thản nhiên lắc đầu, không. Ông lão càng nhìn hắn sâu thêm, là một thế giới thời không cực kỳ đặc biệt, người tiến vào đó. Ta cũng không biết sẽ như thế nào. Cảm nhận được tầm mắt của hắn, ông ta giải thích, vì ta chưa từng vào đó. Mà những người từng vào đều đã chết rồi. Vừa bước qua cánh cửa là biến mất luôn thì làm sao ta biết? Diệp Huyên gật đầu, nghe cũng có lý. Đúng lúc này, vô biên chủ bước lên bậc thang thứ hai. Lập tức có một luồng sáng trắng nghiêng nghiêng rọi xuống, khiến khí tức ông ta tăng vọt trong nháy mắt. Diệp Huyên trợn mắt, thứ gì thế này? Ông lão, ta vừa nói rồi còn gì? Đây là sinh tử lộ, một bước sinh, một bước tử. Y đã vượt qua bậc tử, bây giờ là bậc sinh nên sẽ nhận được lễ vật khiến tu vi tăng cao. Luồng sáng kia chính là thái sơ khí trong truyền thuyết, sinh ra cùng vũ trụ, chỉ tồn tại ở đúng một nơi này, khủng khiếp vô cùng. Chỉ một lượng nhỏ thôi cũng đủ để mạnh lên đáng kể, tiếc rằng. Ôi! Diệp Huyên nhìn quầng sáng thái sơ chi lực kia, đứng ở xa như vậy mà vẫn cảm nhận được nó quả là thứ tốt. Ăn chắc vị trí huyền khí tốt nhất hắn từng thấy từ trước đến giờ. Đáng lẽ nên đưa Diệp Thanh Thanh đến đây chơi mới phải. Như nghĩ đến điều gì, hắn chợt hỏi, tiền bối nói cầu thang kia là một bậc sinh, một bậc tử, vậy có thể nào chỉ đi trên bậc sinh, bỏ qua bậc tử không? Ông lão quay lại nhìn hắn, ngươi, sao lại có ý tưởng càn rỡ đến thế được? Diệp Huyên, đã có ai thử chưa? Ông lão lắc đầu, ta ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy bao giờ. Diệp Huyên nhìn bậc thang. Thì thầm, vậy đến lượt ta sẽ thử. Ông lão ra vẻ trần trừ, người trẻ tuổi, người có biết thực lực bây giờ của ngươi đang ở vị trí nào không?
Diệp Huyên gật đầu, so với các tiền bối thì kém hơn một xíu. Ông lão nhìn hắn, một xíu. Diệp Huyên nhìn lại, chẳng lẽ nhiều lắm à? Ông lão im lặng suốt một hồi mới nói, trông ngươi yếu xìu nhưng lại cho ta cảm giác rất mạnh. Hay là ta bị ảo giác rồi? Diệp Huyên. Bên kia, Vô Biên Chủ bắt đầu tăng tốc. Ban đầu ông ta còn dừng lại ở bậc tử rõ lâu, nhưng bây giờ đã bước đi với tốc độ bình thường. Sắc mặt những người quan sát trở nên trầm trọng theo từng bước. Nghịch thiên quá sức mà. Ông lão đứng bên Diệp Huyên hỏi, vị tiểu hữu này xưng hô thế nào? Hắn đáp, Diệp Huyên. Kháo Sơn Vương, ông lão cả kinh thốt lên, ngươi chính là Kháo Sơn Vương. Trời đậu, hắn chân chối nhìn lại, một số người khác thì quay đầu nhìn hắn với vẻ khó tin. Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm đi. Đen hơn cả đít nồi. Ông lão vẫn còn bàng hoàng chưa dứt, ta đã nghe về ngươi từ rất lâu. Diệp Huyên trầm tư, ta nổi tiếng lắm à? Ông lão cười, chẳng lẽ ngươi không biết? Diệp Huyên lạnh lùng đáp, ta không biết tiếng tăm của ta lan xa đến tận đây. Ông lão mỉm cười, vậy ngươi biết chủ nhân bút đại đạo chứ? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, ông ta kể cho các người sao? Ông lão lắc đầu, không, y chưa từng xuất hiện tại đây. Diệp Huyên không hiểu gì hết, vậy. Ông lão, chúng ta nghe người đạo môn nói. Diệp Huyên hỏi ngay, ở đây có đạo môn? Ông lão lắc đầu, không, nhưng có người của đạo môn ngày nào cũng ca ngợi ngươi. Mặt Diệp Huyên đã đen càng đen hơn. Ông lão chỉ về một người đàn ông trung niên đứng bên phải, đấy, tên này chính là người đạo môn. Diệp Huyên nhìn theo, thấy đối phương mặc đạo bào, khẽ mỉm cười nói, thì ra là Diệp công tử, thất kính rồi. Hắn hỏi, ông là người đạo môn? Người đàn ông gật đầu, tại hạ Lý Thiên, trông coi thời không luân hồi. Diệp Huyên nhíu mày, thời không luân hồi. Người đàn ông, cũng là thời không của thế giới quy khư. Diệp Huyên ngẩn ra, thế giới quy khư, chúng ta trước kia từng gặp nhau rồi. Lý Thiên mỉm cười, quả thật là vậy, nhưng khi ấy ta không xuất hiện. Diệp Huyên, ông cũng đã gặp muội muội ta. Lý Thiên gật đầu, là vị cô nương váy trắng kia. Ông ta chợt trở nên căng thẳng. Khi Diệp Huyên mới trở về thế giới quy khư, không chỉ cô gái ấy mà cả chủ nhân bút đại đạo cũng xuất hiện. Mà lần ấy, ông ta đã phải hốt hoảng nhường nào. Diệp Huyên liếc xé Lý Thiên, chính ông là người bôi nhọ danh tiếng ta ở đây. Lý Thiên cười khổ, Diệp thiếu đừng hiểu lầm, ta không hề bôi nhọ cậu, chỉ là tán gẫu với họ thì nhắc tới vài câu thôi. Ai mà ngờ Diệp thiếu đến đây nhanh vậy. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Nhắc tới vài câu, có quỷ mới tin ông. Bên kia, Vô Biên Chủ đã đi đến giữa sinh tử lộ. Lần này, trên đầu ông ta xuất hiện một cụm mây rực rỡ sắc màu, rót từng tia sáng lưu động như nước vào thân thể ông ta. Ông lão đứng bên Diệp Huyên nói trong tiếng thở dài, kia chính là Thái Sơ Hạo Nhiên khí trong truyền thuyết. Thấy hắn nhìn sang, ông ta giải thích, chính là Thái Sơ khí cực phẩm. Chỉ một luồng nhỏ cũng đủ để thay đổi thể chất người thường thành yêu nghiệt tuyệt thế. Diệp Huyên nghe vậy bèn nhìn vào cụm mây, cho dù đã cách rất xa mà hắn vẫn cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Một thứ năng lượng quá mức tinh khiết. Hắn hỏi, sinh tử lộ này do chủ nhân bút đại đạo tạo nên ư? Ông lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên, vậy thái sơ khí này cũng do ông ta tạo ra. Ông lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên lầm bầm, thì ra ông ta có lắm hàng ngon như vậy, biết thế thì đã sớm bảo ông ta cho mình rồi. Ông lão ra vẻ trần trừ, chủ nhân bút đại đạo dễ gần lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, dễ mà. Ông lão im lặng. Vô Biên Chủ tiếp tục tiến bước, khí tức trên người ông ta đã tăng lên vô số lần, nhưng sau đó thoát cái biến mất. Ông lão nhìn theo mà thở dài, đúng là cường giả. Diệp Huyên gật gù tán thành. Tuy hắn không thân thiết gì nhưng cũng phải công nhận ông ta cũng có tài. Tín công chúa chợt hỏi, đây là điểm cuối cùng của vũ trụ này sao? Ông lão gật đầu, xem như vậy đi. Diệp Huyên, ta tưởng còn vũ trụ song song nữa chứ. Ông lão nhìn hắn, một số người ở đây đến từ đó. Diệp Huyên, đến từ vũ trụ song song.
Ông lão gật đầu, mục đích cuối cùng của tất cả cường giả đến từ tất cả thế giới trừ hư chân ra đều là nơi này. Điểm trung cực của võ đạo dưới hư chân nằm tại đây. Diệp Huyên gật đầu, khoan nói đến những thứ khác, chỉ thời không linh độ thôi đã quá sức chịu đựng của người thường rồi, mà cho dù có chịu được thì cũng sẽ bị đồi phong bão ngăn lại, nói chi đến sinh tử lộ kia. Như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, đi hết sinh tử lộ là sẽ đến được thế giới hư chân sao? Ông lão lắc đầu, ta không biết. Cảm nhận được tầm mắt của hắn, ông ta cười khổ, sao ngươi lại cho rằng ta sẽ biết hết chứ? Diệp Huyên im luôn. Lý Thiên chợt đi đến, cười nói, qua sinh tử lộ rồi, khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu. Diệp Huyên nhìn sang, nghe ông ta giải thích, sách cổ đạo môn có ghi lại, vượt qua sinh tử lộ sẽ bước vào thời không linh độ chân chính. Diệp Huyên, nơi chúng ta đang đứng không phải thời không linh độ ư? Lý Thiên lắc đầu, là nó, nhưng đằng sau sinh tử lộ mới là trung tâm của nó. Thời gian và không gian đều đứng im tại nơi ấy, chỉ có một mình ngươi đứng trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, tất cả thần thông và pháp thuật đều vô hiệu. Diệp Huyên nhíu mày, vậy thì làm sao để đến được? Lý Thiên lắc đầu, trước mắt chỉ có một biện pháp là siêu thoát khỏi hết thảy quy tắc thời không do chủ nhân lập ra, chỉ khi ấy mới có thể tiến vào thời không linh độ. Diệp Huyên, đi vào đó rồi thì sao nữa? Lý Thiên, ta cũng không rõ. Dù sao thì để đến được thế giới hư chân sẽ không dễ dàng. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao các ngươi lại muốn đến đó? Lý Thiên cười khổ, chúng ta đã đạt đến cực hạn ở nơi này, muốn đột phá tiếp tục chỉ còn cách đi đến thế giới cao hơn. Ông lão bên cạnh cũng gật đầu, phải, mục tiêu duy nhất trong đời ta chính là đến được thế giới hư chân trong truyền thuyết một phen, bằng không thì quá là đáng tiếc. Diệp Huyên, các người ở bên này là đại lão, qua bên đó coi chừng lại biến thành sâu kiến. Lý Thiên cười, nhưng cũng có thể trở nên mạnh hơn. Hắn gật đầu, cũng phải. Rồi ngẩng đầu nhìn về chân trời, tự nhủ vô biên chủ hẳn cũng có suy nghĩ này. Ông ta ở nơi này đã xem như vô địch, ban đầu hẳn là rất sung sướng, nhưng cứ kéo dài thì sẽ trở nên vô vị. Bởi vì vô địch vốn là cô độc. Bản thân hắn cũng trải qua cảm giác ấy rồi. Mọi tầm mắt đều đổ dồn vào vô biên chủ, nhìn bước chân ông ta càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đến gần cánh cửa kia. Lý Thiên buông tiếng thở dài, không hổ là người thiên mệnh trước kia, quả thật là yêu nghiệt. Diệp Huyên nhìn sang, ông cũng biết vô biên chủ. Lý Thiên gật đầu, phải, người này năm xưa mạnh cực kỳ, tiếc rằng sau đó. Ông ta khẽ lắc đầu. Diệp Huyên đang muốn hỏi thì chợt cảm nhận một luồng khí tức vô cùng đáng sợ phát ra từ chân trời. Hắn ngẩng đầu, thấy vô biên chủ dừng lại cách cánh cửa vài trượng, mà khí tức kia đang phát ra từ sau cửa. Dưới mọi ánh nhìn chăm chú, một bóng hình mờ ảo vọt ra. Diệp Huyên nhìn sang, thấy vẻ hoài nghi tràn ngập trên mặt Lý Thiên và ông lão. Cái bóng nói với vô biên chủ, dừng lại được rồi. Ông ta lạnh lùng nói, cho ngươi 3 giây để cút khỏi mắt ta. Cái bóng nắm chặt tay lại. Mà vô biên chủ thì bước tới, tung ra một cú đấm. Ầm. Quyền mang bao trùm chân trời. Quỳnh. Đất trời theo đó mà vặn vẹo. Sắc mặt những người khác động lại vẻ nghiêm trọng. Một hồi lâu sau, mọi thứ mới trở lại bình thường. Bọn họ nhìn về chân trời, thấy cái bóng kia không biến mất. Vô biên chủ cũng sừng sững tại chỗ. Diệp Huyên nhíu mày, cái bóng kia ăn được một quyền của vô biên chủ á. Chẳng lẽ truyền thuyết vô địch của ông ta phải chấm dứt tại đây? Cho đến nay thì trừ những người đi cùng hắn ra, còn chưa ai có năng lực đánh ngang tay với vô biên chủ. Ông ta chỉ điềm tĩnh nhìn cái bóng trước mặt. Đối phương mở miệng, người phải suy nghĩ cho kỹ. Vô biên chủ, không nghĩ kỹ đã chẳng đến đây. Cái bóng im lặng hồi lâu mới nói, chuyến đi này. Nhân quả vận mệnh của ngươi sẽ bắt đầu lại từ đầu, không có nó bảo vệ, ngươi sẽ. Vô biên chủ lắc đầu, không thành vấn đề. Cái bóng thở dài, vậy thì tùy ngươi, chúc thuận buồm xuôi gió. Nói rồi thì lách mình nhường đường. Vô biên chủ đang định bước vào cửa thì như nảy ra ý gì mà quay lại, nhìn xuống Diệp Huyên, Kháo Sơn Vương, lần này từ biệt, không biết còn cơ hội gặp lại hay không. Diệp Huyên nói sau một hồi im lặng, trước sau gì cũng đi rồi thì để đồ lại cho ta được không?
Ta thấy ông qua đó thì mấy thứ ấy cũng chẳng giúp được gì đâu. Mọi người. Vô biên chủ nhìn hắn một hồi, ta đợi ngươi ở thế giới hư chân. Rồi xoay người đi về phía cửa. Chợt nghe Diệp Huyên gọi lại, khoan đã. Ông ta nhìn xuống, nghe hắn cười nói, quen biết lâu vậy mà hai ta hình như chưa đánh một trận đúng nghĩa thì phải. Vô biên chủ, ngươi muốn đánh ngay lúc này à? Mọi tầm mắt đổ dồn vào Diệp Huyên. Hắn nói, ý là nhờ ông sang đó hỏi thăm sức khỏe mấy muội muội của ta. Vô biên chủ nhìn xoáy vào hắn, ngươi cút xa ra cho ta. Nói rồi lập tức bước vào cửa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Diệp Huyên nhìn theo, không hiểu sao chợt cảm thấy chút thê lương. Hắn sẽ không bao giờ gặp lại cái tên vô biên chủ đó ở vũ trụ này nữa rồi. Bỗng nhiên, cái bóng ở chân trời nhìn xuống, ngươi chính là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên cứng đờ. Cái đệt. Mấy lời này của cái bóng khiến sắc mặt Diệp Huyên trở nên xấu xí vô cùng. Má! Danh tiếng ông đây lan xa vậy hả? Mà tên dở người này cũng biết. Những người khác đồng loạt quay sang nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Thấy hắn quay phát sang mình, Lý Thiên cuống quýt bào chữa, Diệp thiếu. Chuyện này không liên quan đến ta. Ta đã đi qua cánh cửa thời không này bao giờ đâu. Diệp Huyên im luôn. Không phải ông thì rốt cuộc là tên nào rêu rao tên tuổi thằng này. Cái bóng đứng trước cánh cửa lại nói, rất mong chờ ngày ngươi đến thử sức. Diệp Huyên hỏi lại, ngươi là ai? Cái bóng, đoán xem. Đoán con mẹ mi, Diệp Huyên trơ mặt nghĩ. Cái bóng lại nói, ta chờ ngươi đấy nhé. Rồi xoay người bước vào. Không lâu sau, cánh cửa và sinh tử lộ đồng thời biến mất. Đất trời trở về như cũ. Những người còn lại có chút cảm khái trong lòng. Đã có người vượt qua được rồi. Còn bọn họ thì không biết phải ngâm mình ở đây thêm bao lâu nữa. Ông lão đứng cạnh Diệp Huyên mở miệng, Diệp thiếu, tại hạ là Viên Thiên Quân, mong được làm quen. Hắn cười đáp, ta là Diệp Huyên, còn đây là Tín công chúa, bạn ta. Viên Thiên Quân, Diệp thiếu định khi nào đến thử sức với cánh cửa? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, phải xử lý một vài việc trước đã. Viên Thiên Quân nghiêm túc nói, nếu có gì cần thì cậu chỉ cần nói một tiếng là được. Diệp Huyên hỏi, các người có xuống dưới được không? Viên Thiên Quân lắc đầu, không. Diệp Huyên tò mò, vì sao? Viên Thiên Quân, pháp tắc đại đạo quy định, phàm là người bước vào thời không linh độ đều không thể bước ra ngoài được nữa, bằng không sẽ phá vỡ cân bằng. Diệp Huyên, là do chủ nhân bút đại đạo đặt ra. Viên Thiên Quân gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên tần ngần hỏi, chắc hai ta vẫn có thể đi nhỉ. Bây giờ hắn chẳng có tâm tình đi vượt ải gì sất. Nội một tia sét của đồi phong bạo thôi đã đủ đánh hắn thành đống than rồi. Vẫn còn yếu quá, phải mài giũa thêm một thời gian mới được. Lời này của hắn làm Viên Thiên Quân cũng do dự theo, ta không biết nữa. Cậu có thể thử xem. Diệp Huyên nhìn quanh quất, lối nào là lối ra? Viên Thiên Quân, cậu có thể thử xuyên qua thời không? Diệp Huyên gật gù rồi gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay, khiến thời không quanh hắn lập tức chấn động. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh khủng khiếp chợt ập đến từ bốn phía. Viên Thiên Quân và Lý Thiên thấy vậy thì thoát cái tránh xa khỏi Diệp Huyên. Để lại hắn tròn mắt hỏi, chuyện gì đấy? Một cụm mây đen tụ lại phía hắn trước khi có ánh chớp lóe lên. Mặt Diệp Huyên xa sầm. Đậu má! Thứ sét này chẳng khác gì kiếp lôi trên đồi phong bạo cả. Cái quái gì thế này? Đương lúc tia sét chuẩn bị giáng xuống, Diệp Huyên hô to, người đừng ép ta. Cụm mây đen trên trời chợt lay động, sau đó sấm sét biến mất, mây mù tan đi ngay trước mắt mọi người ai nấy đều thộn ra. Diệp Huyên nói với Viên Thiên Quân và Lý Thiên, hai vị, ngày sau gặp lại. Rồi cùng Tín công chúa biến mất, Viên Thiên Quân chôn chân trong im lặng hồi lâu mới khẽ nói với Lý Thiên, người đúng là không hề khoác lác. Cái tên Kháo Sơn Vương này, cũng ghê gớm thật. Lý Thiên lầm bầm, đó là vì ông chưa thấy điều ghê gớm hơn thôi. Viên Thiên Quân, con bé mặc váy trắng bên kia cũng toát mồ hôi lạnh vì sợ. Con mẹ nó chứ. Cũng may khi ấy không ra tay với tên kia, bằng không chắc nó đã về chầu trời rồi.
Cổ nhân nói đúng, tự cổ chí kim, có ba đại gia tộc tuyệt đối không thể trêu vào. Họ Diệp, họ Tiêu và họ Lâm. Diệp Huyên và Tín công chúa lên đường trở lại đế quốc cổ trong im lặng. Chuyến đi đến thời không linh độ lần này đã khiến bọn họ rúng động tận tâm can. Thời không linh độ. Điểm cuối của vũ trụ này. Tín công chúa chợt lắc đầu bật cười, xem như mở mang tầm mắt vậy. Diệp Huyên tán thành, đúng thế. Tín công chúa nhìn hắn, Diệp công tử có kế hoạch gì tiếp theo? Diệp Huyên, mở thư viện, trở nên mạnh hơn. Tín công chúa, ta thay mặt đế quốc cổ mời công tử đến mở thư viện ở chỗ chúng ta. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, nàng ấy cười nói, ta nghiêm túc đấy. Hắn thấp giọng nói, công chúa hẳn cũng biết ý nghĩa của việc này. Tín công chúa gật đầu, ta biết. Nàng ấy biết đế quốc cổ sau này có thể sẽ phải khuất phục dưới chân thư viện quan huyên, nhưng nàng càng biết chủ động quy thuận bây giờ chính là công thần, là nguyên lão. Nếu cứ lần lứa mãi thì chưa chắc gì sẽ được đãi ngộ tốt. Trong khi đó, thư viện quan huyên sau này chắc chắn sẽ vô địch khắp vũ trụ. Đó chính là chiều hướng phát triển của họ. Thế là Diệp Huyên gật đầu, hy vọng sẽ được công chúa giúp sức. Tín công chúa cười, được chứ? Diệp Huyên, ta muốn mời cô đến làm chủ nội các của thư viện quan huyên, giúp ta quản lý tất cả thư viện. Có được người đứng đầu một thế lực như đế quốc cổ gia nhập chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích khổng lồ cho thư viện quan huyên, đã vậy hắn không thể chỉ giao cho một chức vụ tầm thường được. Lời này của hắn khiến công chúa mỉm cười, vô cùng vinh hạnh. Diệp Huyên đáp lại, chào mừng cô gia nhập thư viện. Tín công chúa gia nhập đồng nghĩa với đế quốc cổ cũng gia nhập, chắc chắn sẽ có người chống đối, nhưng có công chúa ở đây thì hắn không phải bận tâm làm gì. Bởi vì nàng ấy là người nắm uy quyền tuyệt đối tại đế quốc. Diệp Huyên và Tín công chúa cùng nhau bàn bạc một vài chi tiết, rồi hai người họ trở lại thời không tuế nguyệt. Để tu luyện. Diệp Huyên đã bị khích rồi. Hắn bây giờ mới nhận ra mình yếu ớt đến thế nào, hoàn toàn không đủ cho cường giả cao cấp của vũ trụ này nhét kẽ răng. Bất kỳ ai ở thời không linh độ cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn trong giây lát. Yếu quá yếu. Hắn cũng ý thức được rằng mình bây giờ muốn đến thời không hư chân căn bản là chuyện viển vông. Hắn ngồi xếp bằng trong thời không tuế nguyệt, hai tay nâng hờ, thu hút một lượng tuế nguyệt chi lực vô tận về phía mình. Chợt giọng tiểu bút vang lên, chỉ tu luyện mỗi mình nó thì không đủ đâu. Diệp Huyên hỏi lại, vậy phải làm sao? Tiểu tháp đáp sau một hồi im lặng, người còn phải luyện thêm cả nhân quả chi lực nữa. Diệp Huyên nhíu mày, nhân quả chi lực. Tiểu tháp, là sức mạnh nằm trong thời không nhân quả, mạnh hơn tuế nguyệt chi lực rất nhiều. Diệp Huyên, nói như vậy là ta phải đi đến đó ư? Tiểu tháp, đúng. Nhưng bây giờ còn chưa được đâu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp không đáp. Diệp Huyên lại càng nghi ngờ, nói đi chứ. Tiểu tháp, người bây giờ, hơi yếu. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Tiểu tháp, người vẫn nên gấp thời không tuế nguyệt trước rồi hãy nghĩ đến thời không nhân quả sau. Diệp Huyên gật đầu, ai bảo đến bây giờ hắn vẫn chưa làm gì được thời không tuế nguyệt làm chi. Mà lần này quả thật khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là áp lực. Hắn biết sở dĩ vô biên chủ dẫn hắn đến đó là muốn cho hắn thấy khoảng cách giữa hắn và các cường giả cao cấp nhất vũ trụ này. Tiểu bút lại nói, thật ra thì trước tiên cậu nên ổn định lại tâm lý. Những người cậu thấy ở thời không linh độ kia đều là lão quái vật cả. Người sống trăm triệu năm ở đó còn bị xem là trẻ sơ sinh, mà cậu thì được bao lớn. Cậu quên rằng ngay cả vô biên chủ cũng phải rèn luyện rất lâu mới vào được thế giới hư chân hay sao? Diệp Huyên thấp giọng nói, ý huynh là bảo ta đến thời không linh độ rồi gọi người đến giúp. Tiểu bút, ta nói thế bao giờ? Mặt Diệp Huyên đen xì. Tiểu bút tiếp tục, ý ta là dục tốc bất đạt. Mục tiêu hiện nay của cậu là thời không linh độ và thế giới hư chân, nhưng cũng không thể chỉ nghĩ đến một bước lên trời. Đương nhiên là cậu có thể làm vậy. Chỉ cần gọi mấy cô muội muội đến dẫn đi, nhưng ta nghĩ cậu sẽ không muốn, bởi vì nơi ấy có thể là bản đồ cuối cùng, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu. Lần này hắn thật sự không muốn gọi chi viện đến nữa. Tiểu bút tiếp tục, đôi khi cậu quá hấp tấp, ta thấy nên rèn giũa cho bình tĩnh lại,
rèn luyện tâm tính. Lúc này không nên nghĩ đến thời không linh độ, bởi vì ta cam đoan, chừng nào cậu còn chưa thoát khỏi những quy tắc và vòng mà chủ nhân tạo ra, thì cho dù cậu khống chế được bao nhiêu thời không, gấp được bao nhiêu thời không cũng không thể đến thế giới hư chân. Ngay cả vô biên chủ cũng chưa chắc có thể, dù hiện nay ông ta là người có khả năng thành công nhất. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Tiểu Bút thở dài, ở sau cánh cửa thời không ấy. Cậu không cách nào tưởng tượng được đâu. Diệp Huyên, đó là gì? Tiểu Bút im lặng một hồi lâu mới đáp, là một chủng tộc cực kỳ kinh khủng, từng ra đời cùng lúc với vũ trụ này, cũng là chủng tộc mạnh nhất được biết đến hiện nay của vũ trụ. Diệp Huyên tò mò, họ bị chủ nhân huynh giam tại đó sao? Tiểu Bút, không, chủ nhân không những không làm gì mà còn từng giúp đỡ họ cơ. Vì chủng tộc này đang chăm sóc cho một cây thái sơ thần thụ, thứ thiết yếu để đến được thế giới hư chân. Cậu phải khiến thái sơ thần tộc quy hàng mới có thể tiếp cận được nó, cho tới nay chỉ mới có 5 người làm được. Diệp Huyên tò mò, là những ai? Tiểu Bút, chủ nhân ta, cha và đại ca cậu, cả thiên mệnh váy trắng kia nữa. Diệp Huyên nhíu mày, còn một người nữa đâu? Tiểu Bút, người này tuy khuất phục được họ nhưng cũng bị đánh chết rồi. Diệp Huyên, như nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, nhóm Thanh Thanh cũng có thể khuất phục được chủng tộc này chứ? Tiểu Bút im lặng một hồi mới nói, ta nghĩ là không. Diệp Huyên, vì sao? Tiểu Bút, bọn họ, bao gồm Thanh Khâu cô nương và những người khác, không đi lên theo cách thường. Diệp Huyên nhíu mày, thế là sao? Tiểu Bút, nếu bọn họ dùng sức mạnh để tiến lên thì thể nào cũng sẽ dính khí tức của Thái Sơ thần thụ. Nhưng Diệp Thanh Thanh cô nương lại không hề có, vì vậy bọn họ sẽ phải dùng cách khác để đi vào thế giới hư chân. Diệp Huyên, các muội ấy liệu có thắng được Thái Sơ thần thụ không? Tiểu Bút im lặng một hồi mới hỏi lại, cậu muốn nghe lời thật lòng không? Diệp Huyên gật đầu, dĩ nhiên. Tiểu Bút thở dài, nếu là một chọi một thì ta thấy các nàng sẽ đánh không lại đâu, nhưng Thanh Khâu cô nương thì có thể thử. Diệp Huyên im lặng. Tiểu Bút. Không tin chứ gì. Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Bút, cậu biết ta được làm nên từ gì không? Diệp Huyên nhíu mày. Tiểu Bút, từ nhánh cây thái sơ thần thụ mà ra, nên trước mắt không ai biết bọn họ khủng khiếp đến nhường nào bằng ta cả. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi nói, rốt cuộc huynh còn giấu chúng ta những gì hả Tiểu Bút? Bút đại đạo im lặng một hồi rồi nói, chẳng hạn như, ta từng đến thế giới hư chân. Nhưng chịu không nổi nên bị đánh trở về. Diệp Huyên. Từng đến thế giới hư chân ư. Diệp Huyên cũng hết cả hồn khi nghe những lời này. Có cho vàng hắn cũng không dám tin Tiểu Bút đã từng đến đó. Diệp Huyên bèn hỏi, vậy thế giới hư chân rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Bút phải mất một hồi mới đáp, ta chỉ có thể nói rằng vũ trụ cậu đang ở là giả, thế giới hư chân mới là thật. Diệp Huyên cau mày, là thật. Tiểu Bút, đúng thế. Diệp Huyên, thế giới đó là nơi chủ nhân Bút đại đạo ở sao? Tiểu Bút, phải, chủ nhân ra đời ở đó. Diệp Huyên rơi vào im lặng. Tiểu Bút tiếp tục, bây giờ cậu không cách nào cảm nhận được sự đáng sợ của thế giới hư chân đâu. Mà nơi nó giao nhau với thời không linh độ mới thật sự là ác mộng, ngoại trừ thái sơ thần tộc hùng hậu ra thì còn những sinh linh khác mạnh không kém. Ta chỉ có thể nói sức mạnh của chúng vượt quá trí tưởng tượng của cậu hiện giờ. Muốn dùng thực lực bản thân để tiến vào đó là rất khó, tự cổ chí kim chỉ có lác đác vài người có thể phá vỡ hư ảo, đi đến chân thật. Diệp Huyên thì thầm, ta hiểu rồi. Tiểu Bút, cậu chỉ còn cách đẩy kiếm đạo tín ngưỡng của mình lên hạn mức cực kỳ kinh khủng mới có thể vượt qua tất cả, mà để làm được điều đó, cậu phải khiến vũ trụ này trở nên tốt đẹp hơn. Đây là cơ hội, đồng thời cũng là gông xiềng với cậu. Nếu không làm được thì sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở vũ trụ này, không thể bước ra ngoài. Nó thoáng dừng lại một chút, nhớ kỹ, kiếm đạo mới là trung tâm của cậu. Khống chế thời không không phải là vô dụng, nhưng kiếm đạo là chủ yếu. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu điều này. Hắn gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay, để vô số kiếm ý nhân gian tràn ra từ trong cơ thể. Diệp Huyên, Tiểu Bút này. Kiếm ý nhân gian của ta phải đạt đến trình độ nào mới có thể đột phá giả dối? Tiểu Bút im lặng một hồi sau mới nói, khi vũ trụ hiện nay tuân theo quy tắc của cậu một cách cam tâm tình nguyện, tín ngưỡng chi lực của cậu sẽ thay đổi về chất,
khi ấy kiếm đạo nhân gian mới gọi là viên mãn. Tới lúc ấy, cậu sẽ nhận ra rằng tất cả thời không trước mặt cậu chỉ như tờ giấy, mà một đường kiếm của cậu sẽ mạnh như muội muội cậu vậy. Diệp Huyên chợt cười, sao huynh lại nói những điều này với ta? Tiểu Bút không đáp. Diệp Huyên, nói đi chứ. Tiểu Bút, vì ta cũng muốn đến thế giới hư chân. Ta vốn cho rằng cậu sẽ dựa vào cha và các muội muội để đến đó, nhưng nào ngờ cậu không muốn làm vậy, nên ta chỉ còn cách ký thác hy vọng lên cậu mà thôi. Diệp Huyên, huynh cũng muốn đến thế giới hư chân. Tiểu Bút, phải. Diệp Huyên, để làm gì? Tiểu Bút dè dặt, đi tìm chủ nhân. Diệp Huyên phì cười, nhưng ông ta đã bỏ rơi huynh. Tiểu Bút lặng lẽ một hồi mới nói, ta vốn chỉ là một nhánh cây cỏn con, được chủ nhân ban cho sinh mạng, từ đó có linh có trí. Ngài ấy không hề ruồng bỏ ta mà chỉ mong ta có cuộc sống của riêng mình. Nhưng ta, chỉ muốn đi theo ngài ấy mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Bút tiếp tục, ta biết rất nhiều điều về vũ trụ này, sẽ dùng hết sức giúp cậu trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên, vậy thì tốt. Tiểu Bút, với lại ta cũng không có yếu như vậy đâu. Từng là nhánh cây của Thái Sơ thần tộc, lại được chủ nhân cải tạo, ta cũng đáng gờm lắm đấy. Diệp Huyên cười, đáng gờm là đáng thế nào? Tiểu Bút, hơn hẳn Tiểu Tháp là chắc. Diệp Huyên. Ha! Tiểu Tháp nhổ ra một tiếng cười khẩy, mi được chủ nhân mi cải tạo, vậy mi biết ta được ai cải tạo không? Mà thôi, có nói cũng vô dụng, ngon thì nhào vô đây. Để ta xem thứ què quạt như mi lợi hại đến đâu. Tiểu Bút, đánh với mi chỉ tổ vô bổ. Tiểu Tháp lại cười nhạt. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, Tiểu Bút, ta biết kiếm đạo nhân gian là căn cơ của ta, vậy huynh thấy ta nên phát triển nó thế nào? Chỉ tập trung luyện nó thôi. Tiểu Bút, đúng vậy. Nó thoáng dừng lại một chút, thật ra thì phương pháp gấp của cậu không chỉ áp dụng được với thời không đâu. Diệp Huyên nheo mắt, nghĩa là sao? Tiểu Bút, nó còn có thể gấp cả kiếm ý nữa. Diệp Huyên nghe vậy thì ngẩn ngơ một chốc rồi vươn tay, thả hàng loạt kiếm ý ra rồi gấp chúng chồng lên nhau, khiến kiếm ý ngày càng trở nên khủng khiếp. Tiểu Bút, lấy kiếm đạo làm chủ, thời không làm phụ. Cậu không thể học cái thói xem thường hết thảy, cưỡng ép gấp thời không như đại lão thiên mệnh được, bởi vì mỗi một loại thời không đều có quy tắc của nó. Như quy tắc đại đạo do chủ nhân lập ra, vậy nên cậu không thể học nàng. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, vậy ta nên làm thế nào bây giờ? Tiểu Bút, dung hợp cùng thời không và quy tắc đại đạo. Diệp Huyên nhíu mày, dung hợp. Tiểu Bút, chính xác. Diệp Huyên, e là không dễ như huynh nói đâu. Tiểu Bút, với người khác thì sẽ rất khó, nhưng với cậu thì dễ òm. Diệp Huyên, nghĩa là sao? Tiểu Bút, vì cậu có đạo ấn trong tay. Đừng vội xem thường. Nó cũng từng thuộc về đạo môn ở thời trật tự cũ, kinh khủng vô cùng. Nó không chỉ tượng trưng cho thân phận mà còn đại diện cho chủ nhân, cường giả đạo môn càng mạnh càng không dám làm trái lời. Có nó rồi, cậu muốn dung hợp với thời không chỉ là chuyện còn con. Diệp Huyên, để ta thử xem. Hắn nhắm mắt lại, gọi đạo ấn xuất hiện giữa trán. Rồi ngồi xuống cảm nhận bốn phía. Tiểu Bút hỏi, cảm nhận được đạo tắc tuế nguyệt quanh đây không? Diệp Huyên gật đầu, được. Tiểu Bút, dùng nó để dung hợp với thời không đi. Diệp Huyên gật đầu rồi thử giao lưu với pháp tắc tuế nguyệt, nhưng sau đó lại cau mày khi nhận ra nó đang ra sức chống đối kịch liệt, còn mang theo địch ý với hắn. Tiểu Bút thốt lên, mang đạo ấn ra cho nó xem, còn lì nữa thì đập luôn. Diệp Huyên có một thoáng cứng đờ nhưng vẫn làm theo. Pháp tắc tuế nguyệt kia thấy đạo ấn được đẩy đến trước mặt mình thì lập tức vứt bỏ toàn bộ địch ý rồi nhanh chóng chủ động dung hợp cùng Diệp Huyên. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nó còn biết nể mặt nhau. Tiểu Bút, để nó dung hợp với cậu đi. Diệp Huyên ngẩn ra, để nó làm gì? Tiểu Bút, dung hợp chứ không phải chiếm đoạt thì có gì mà nó không chịu chứ? Chưa kể nếu dung hợp thì không phải lẽo đẽo theo cậu mỗi ngày nữa. Diệp Huyên gật đầu, để thử xem. Rồi bắt đầu dung hợp với pháp tắc tuế nguyệt, nhưng sau đó phát hiện nó đang tỏ vẻ chống đối. Tiểu Bút, dụ nó đi. Diệp Huyên ngơ ra, dụ kiểu gì? Tiểu Bút, cứ nhận là chuyển thế của chủ nhân là được. Diệp Huyên ngây ra như tưởng,
Tiểu Bút, cậu không dụ dỗ thì làm sao nó chịu phối hợp? Thế là hắn gật gù, huynh nói chí phải. Rồi hắn lại bắt đầu bắt chuyện với pháp tắc tuế nguyệt, nhận mình là chuyển thế của chủ nhân bút đại đạo như lời Tiểu Bút chỉ cho. Pháp tắc tuế nguyệt kia nghe xong thì kích động hẳn lên. Nó hóa thành một tia sáng chui vào giữa trán hắn. Huynh! Thân hình Diệp Huyên bất chợt run rẩy trước khi có một luồng sức mạnh đáng sợ tuôn trào ra. Đó là tuế nguyệt chi lực. Vô cùng vô tận. Diệp Huyên cả kinh. Tiểu Bút nói, tuế nguyệt chi lực đến từ pháp tắc tuế nguyệt, cậu dung hợp được với nó đồng nghĩa với việc sở hữu tuế nguyệt chi lực vô tận. Bây giờ nếu đấu một chọi một với vị tín công chúa kia thì nàng ấy hẳn không phải là đối thủ của cậu. Diệp Huyên thở dài, thế này không phải hách thì là gì? Tiểu Bút, với ta thì chỉ cần cậu không gọi chi viện tới thì bật hách đã là khiêm tốn lắm rồi. Diệp Huyên. Tiểu Bút tiếp tục, cậu thử cảm nhận thời không tuế nguyệt xem. Diệp Huyên gật đầu rồi nhắm mắt làm theo, sau đó trở nên hưng phấn tột độ. Bởi vì hắn và thời không tuế nguyệt đã hòa làm một thể rồi. Diệp Huyên sung sướng vô cùng. Tiểu Bút, thử gấp nó xem. Diệp Huyên xoay bàn tay phải một cái. Toàn bộ thời không tuế nguyệt vặn vẹo theo, nơi tầm mắt có thể nhìn tới bị gấp lại thành một đường thẳng dài cả mấy chục triệu dặm với tâm điểm là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn nó mà kích động không thôi. Một kiếm này chém ra, ai có thể chịu nổi? E rằng cả vô biên chủ cũng phải quỳ xuống chứ hả? Vô biên chủ. Diệp Huyên nhìn đường thẳng trong tay, thì thầm, thì ra tu luyện lại dễ đến vậy. Trước kia ta thấy khó là do dùng sai cách. Phương pháp mới là quan trọng nhất. Tiểu Bút ra vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Huyên hỏi nó, Tiểu Bút, ta có thể dùng phương pháp này để gấp thời không linh độ được không? Tiểu Bút trầm ngâm một hồi mới đáp, có thể thử xem. Diệp Huyên nhíu mày, sao vậy? Chẳng lẽ pháp tắc của thời không linh độ có gì đặc biệt hơn? Tiểu Bút, đúng là vậy thật. Diệp Huyên, nghĩa là sao? Tiểu Bút, nó thông minh hơn. Khó dụ hơn. Diệp Huyên. Tiểu Bút, nhưng bây giờ cậu đã có thể đi đến thời không linh độ để tu luyện tuế nguyệt chi lực rồi. Mấy đại lão ở đó đều rất mạnh, cậu có thể học hỏi theo. Tin ta đi, họ dù gì cũng là đại lão cao cấp đến từ nhiều vị diện khác nhau, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều. Diệp Huyên chần chừ, liệu họ có chịu nể mặt ta không ấy chứ? Tiểu Bút, cái này thì phải xem miệng lưỡi cậu dẻo đến đâu. Diệp Huyên. Một hồi sau, hắn đứng dậy đi đến thời không linh độ. Đã có thời không tuế nguyệt trong tay rồi, hắn muốn giao thủ vài chiêu với mấy đại lão ở đó. Oai như cóc. Trước khi đi thời không linh độ, Diệp Huyên đi tới đế quốc cổ. Không thể không nói, hiệu suất của tín công chúa thật sự rất nhanh, thư viện Quan Huyên đã xây dựng xong ở đế đô của đế quốc cổ, hơn nữa quy mô còn rất lớn, chỉ đại điện đã có hơn 100 tòa. Có thể nhìn ra tín công chúa đang nghiêm túc. Trên tầng mây, tín công chúa nhìn thư viện Quan Huyên hùng vĩ bên dưới, cười nói, Diệp công tử, cậu thấy sao? Diệp Huyên nhìn thoáng qua, gật nhẹ đầu, rất hài lòng. Tín công chúa gật đầu, ta đã tuyển được một nhóm nhà thông thái, trong đó có không ít người là đại học sĩ của đế quốc cổ ta, vì tránh dẫn đến phiền phức sau này, ta để bọn họ bắt đầu học tập Quan Huyên pháp. Diệp Huyên nhìn về phía tín công chúa, Quan Huyên pháp có mâu thuẫn với luật pháp của đế quốc cổ không? Tín công chúa gật đầu, có. Diệp Huyên nhìn tín công chúa, không nói một lời. Tín công chúa cười nói, nếu có mâu thuẫn, Quan Huyên pháp sẽ làm chủ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tín công chúa, ta sắp phải đi đến thời không linh độ, cô có hứng thú đi cùng không? Có lẽ chúng ta sẽ học tập được nhiều điều ở nơi đó. Tín công chúa chớp mắt, đương nhiên rồi. Nàng ấy biết, Diệp Huyên đang báo đáp cho mình. Diệp Huyên cười nói, đi. Dứt lời, hai người lập tức biến mất. Thời không linh độ. Diệp Huyên và tín công chúa vừa đi vào thời không linh độ đã cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, nhưng hai người vẫn có thể chịu đựng được. Lúc này, cô bé váy trắng kia lại xuất hiện trước mặt hai người. Thấy Diệp Huyên. Cô bé váy trắng hơi nhíu mày, tại sao lại là ngươi? Diệp Huyên đen mặt, có phải người cướp bóc ở đây không? Cô bé váy trắng nhìn Diệp Huyên, không nói một lời.
Diệp Huyên nhìn thanh đao bên hông cô bé váy trắng, sau đó hỏi, ngươi là đao tu à? Cô bé váy trắng xoay người rời đi. Cô bé không muốn nhìn thấy người đàn ông này. Diệp Huyên đột nhiên đổi theo, lúc này, cô bé váy trắng xoay người nhìn về phía hắn. Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào hắn như thế, không nói một lời. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói chuyện một lát đi. Cô bé lạnh nhạt hỏi, nói chuyện gì? Diệp Huyên đáp, có phải ngươi cần tiền lắm không? Cô bé nhìn hắn, ngươi cho ta à? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, trong nhẫn có chứa 10.000 mạt pháp tinh. Cô bé nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, sau đó nói cảm ơn. Nói xong, cô bé cất nhẫn đi, xoay người biến thành một tia đao quang biến mất. Mẹ kiếp! Diệp Huyên ngơ ngác. Con mẹ nó! Ngươi lấy xong là đi ngay à? Hả? Ngươi là cướp sao? Diệp Huyên đen mặt, cô gái này đúng là không có đạo đức. Một lát sau, thấy cô bé thật sự không quay lại, hắn cũng hiểu đối phương không có ý định quay lại. Diệp Huyên cất lời, chúng ta đi thôi. Sau đó, hắn dẫn theo Tín công chúa đi về phía xa. Nhưng hắn vẫn hơi tức giận, mẹ kiếp, sao người nơi này lại mặt dày thế? Đi không bao lâu, Diệp Huyên và Tín công chúa đi tới đồi Phong Bạo, lúc này, trên đồi Phong Bạo rất yên tĩnh, không có sấm chớp. Diệp Huyên nhìn đồi Phong Bạo, ngọn đồi này trải qua lôi kiếp như thế vẫn không bị hủy diệt, lại còn tồn tại biết bao nhiêu năm. Tín công chúa chớp mắt, người cảm thấy ngọn đồi này không đơn giản à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tín công chúa quay đầu nhìn về phía đồi Phong Bạo, nhưng nó rất nguy hiểm. Diệp Huyên chợt nói, tiểu bút, lôi kiếp này có linh không? Tiểu bút đáp, có. Hơn nữa nó còn là thiên kiếp lợi hại nhất hiện giờ, tên của nó là thiên kiếp. Diệp Huyên hỏi, huynh có quen biết nó không? Tiểu bút nói, không quen. Diệp Huyên cau mày, không quen. Tiểu bút khẳng định, thật sự không quen. Cậu muốn làm gì? Diệp Huyên đáp, ta muốn đi lên đồi xem thử, nhưng sợ nó đánh ta. Tiểu bút im lặng một lát rồi nói, vậy cậu có thể thử thương lượng với nó. Diệp Huyên hỏi, nó có biết đạo ấn không? Tiểu bút đáp, cậu thử xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía Tín công chúa, cô đợi ta ở đây, ta đi thử xem sao. Dứt lời, hắn đi về phía đồi Phong Bạo. Diệp Huyên vừa đi tới đồi Phong Bạo, một vùng mây đen lập tức xuất hiện bên trên. Lúc này, mấy chục khí thế mạnh mẽ xuất hiện xung quanh đồi Phong Bạo. Có người muốn đi lên đồi Phong Bạo. Mọi người đều thấy khá ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy Diệp Huyên, ai nấy đều sửng sốt. Cô bé váy trắng kia cũng có mặt, cô bé nhìn Diệp Huyên, hơi nhíu mày. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyên bước lên đồi Phong Bạo, lúc này, trong mây đen kia đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Mọi người liên tục lùi về sau. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía mây đen, nói chuyện chút đi. Nét mặt mọi người cứng đờ. Mà thiên kiếp kia dường như không có ý định trò chuyện. Lúc này, giữa chân mày Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một đạo ấn. Một bóng dáng hư ảo xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thiên kiếp. Sắc mặt mọi người xung quanh đều vô cùng nặng nề. Biết bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bản thể của thiên kiếp xuất hiện. Thiên kiếp nhìn Diệp Huyên trước mặt, người muốn nói chuyện gì? Diệp Huyên đáp, bất cứ một ai bước lên đồi Phong Bạo đều phải chịu thiên kiếp của ngươi sao? Thiên kiếp gật đầu, phải. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi hỏi, có thể thay đổi quy tắc chút không? Thiên kiếp nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên hỏi, người đã ở đây bao nhiêu năm rồi? Thiên kiếp đáp, không nhớ nổi nữa. Diệp Huyên chớp mắt, người cảm thấy ta thế nào? Thiên kiếp thẳng thắn, rất yếu. Diệp Huyên đen mắt, ý ta là sau này ta sẽ thế nào? Thiên kiếp lắc đầu, người có thể nói thẳng không, ví dụ như người có thể cho ta lợi ích gì? Diệp Huyên chớp mắt, mẹ kiếp, tên này khó chịu thế. Diệp Huyên nghiêm túc nói, sau này ta sẽ đến thế giới hư chân, ta cảm thấy ta có thể dẫn ngươi theo. Thiên kiếp nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục, ngươi cảm thấy ta có thực lực này không? Dứt lời, hắn lấy kiếm Thanh Huyên ra đưa cho thiên kiếp.
Thiên kiếp nhìn Kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, ta nói thật, tuy ngươi là người thiên mệnh, nhưng ngươi quá yếu, trước mắt, đừng nói đi đến thế giới hư chân, dù là sinh tử lộ ngươi cũng không qua nổi. Không đúng, phải nói là ngay cả chỗ của ta ngươi cũng không qua nổi. Diệp Huyên nói, sau này, chúng ta đang nói đến chuyện sau này. Thiên kiếp im lặng một lúc lâu mới nói, ngươi phải để ta tin tưởng sau này chắc chắn ngươi có thể đi đến thế giới hư chân, hơn nữa là có thể dẫn ta theo. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, ngươi biết đã có bao nhiêu người từng đến thế giới hư chân không? Thiên kiếp gật đầu, từ trước đến giờ, có 5 người đã đi qua chỗ của ta. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Bức vẽ của người đàn ông áo xanh xuất hiện trước mặt Thiên Kiếp. Diệp Huyên nhìn Thiên Kiếp, nhận ra ông ấy không? Thiên Kiếp gật đầu, kiếm chủ áo xanh, người thiên mệnh kiếp trước. Ông ấy từng đi qua nơi này. Diệp Huyên nói, ông ấy là cha của ta. Thiên Kiếp im lặng. Diệp Huyên lại vung tay phải, bức vẽ của Tiêu Dao Tử xuất hiện trước mặt Thiên Kiếp, nhận ra người này không? Thiên Kiếp gật đầu, kiếm tu Tiêu Dao. Hắn cũng đi qua chỗ của ta. Diệp Huyên cất lời, đây là đại ca ta. Thiên kiếp không nói gì. Diệp Huyên lại nhẹ nhàng vung tay phải, bức vẽ của cô gái váy trắng xuất hiện trước mặt thiên kiếp, người có biết nàng không? Thiên kiếp nhìn Diệp Huyên, ta biết, nàng là muội muội của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó, đạo ấn xuất hiện ở giữa chân mày hắn, cái này ta cũng không cần nhiều lời với ngươi đúng không? Thiên kiếp im lặng. Đương nhiên nó nhận ra đạo ấn. Diệp Huyên nói, cả nhà ta đều đã đến thế giới hư chân, cho nên, người cảm thấy sau này ta không thể đến đó à? Thiên kiếp nhìn Diệp Huyên, người muốn ta làm gì cho ngươi? Diệp Huyên nghiêm túc nói, đồi phong bạo này có thể chịu được thiên kiếp chi lôi của ngươi, chắc chắn nó không đơn giản, đúng không? Thiên kiếp gật đầu, ngọn núi này đã biến chất, có thể nói, bây giờ nó chính là ngọn núi vững chắc nhất vũ trụ hiện tại. Hơn nữa, trong đó còn có năng lượng lôi hệ cực kỳ tinh thuần. Diệp Huyên nói, thứ này không có tác dụng với ngươi đúng không? Thiên kiếp đáp, đúng. Diệp Huyên chớp mắt, ta có thể lấy nó đi không? Thiên kiếp nhìn Diệp Huyên, có thể, nhưng nó rất cứng rắn. Ngươi lấy đi. Nói đến đây, nó đột nhiên nhìn về phía Kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó im lặng. Diệp Huyên cười nói, còn một yêu cầu nho nhỏ nữa. Thiên kiếp gật đầu, ngươi nói đi. Diệp Huyên đáp, thiên kiếp của ngươi rất có ích cho việc rèn luyện thân thể đúng không? Thiên kiếp nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn dùng ta để rèn luyện thân thể. Diệp Huyên gật đầu, được chứ. Nòng cốt của hắn vẫn là kiếm đạo, nhưng nếu có thể mượn thiên kiếp để rèn luyện thân thể thì hắn vẫn muốn, năng lượng của thiên kiếp này quá tinh thuần. Thiên kiếp trầm giọng nói, thân thể ngươi không thể chịu đựng lực lượng của ta. Diệp Huyên đáp, ngươi giảm uy lực xuống một chút, sau đó để ta từ từ làm quen. Thiên kiếp hơi do dự, sau đó nói, có thể thử xem. Diệp Huyên gật đầu, ta thu ngọn núi này đây. Thiên kiếp gật đầu, được. Diệp Huyên há miệng cười, sau đó dưới ánh nhìn của mọi người, hắn thu hồi toàn bộ đồi phong bạo vào trong tiểu tháp. Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh đều hóa đá. Tên này đang làm gì thế? Sau khi lấy đồi phong bạo, Diệp Huyên nhìn về phía thiên kiếp, ngươi có công pháp để tu luyện thân thể không? Thiên kiếp lắc đầu, ta không có. Diệp Huyên nhất thời hơi khó xử. Không có công pháp, chỉ mượn thiên kiếp để rèn luyện thân thể sẽ không có tác dụng lớn lắm. Diệp Huyên đột nhiên chỉ về phía một người đàn ông trung niên ở xa xa, người này tu luyện thân thể, ông ta từng đỡ một lôi kiếp của ta, ngươi hỏi ông ta đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, người đàn ông vóc người vạm vỡ, để trần thân trên, cơ bắp gồ lên, vừa nhìn đã thấy là rất khỏe. Diệp Huyên đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, cười nói, xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào. Người đàn ông hơi chần chừ, sau đó đáp, Đại Sơn, đến từ vũ trụ cổ nguyên. Chủ tu thân thể. Diệp Huyên hỏi, ông có thể cho ta mượn phương pháp luyện thể dùng một lát không? Người đàn ông im lặng. Thiên kiếp ở bên cạnh chợt cất lời, nếu ngươi không cho mượn, ta đánh chết ngươi. Mẹ kiếp. Đại Sơn vội nói, được, ta cho mượn. Dứt lời, ông ta chắp ngón tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày Diệp Huyên.
Kỷ nguyên đạo thể. Phương pháp luyện thể mạnh nhất của vũ trụ hiện tại. Thấy Đại Sơn ngoan ngoãn đưa phương pháp luyện thể ra, mọi người xung quanh nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Con mẹ nó. Tên này hành động vô lý quá. Hắn đến vượt ải à? Hay hắn đến chơi đúng không? Kỷ nguyên đạo thể. Không thể không nói, kỷ nguyên đạo thể này thật sự rất mạnh, có thể nói là phương pháp luyện thể mạnh nhất của vũ trụ hiện tại. Mà Đại Sơn này cũng không phải người bình thường, ông ta thật sự rất mạnh. Thân thể đỡ được một lôi kiếp của thiên kiếp đã chứng minh là ông ta rất đáng sợ rồi. Hơn nữa có thể đi đến đây chắc chắn đều là cường giả đứng đầu mỗi vũ trụ, hơn nữa gần như là người trước giờ chưa từng có. Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Đại Sơn, tiền bối, ta không muốn nhận đồ của ông miễn phí. Bên trong nhẫn chứa đồ của 100.000 mạt pháp tinh. Nhìn nhẫn chứa đồ trước mắt, tâm trạng Đại Sơn nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi hỏi, ông có thể chỉ bảo cho ta một chút về việc tu luyện không? Đại Sơn nhìn Diệp Huyên, được thôi. Diệp Huyên đột nhiên nhìn xung quanh, sau đó chỉ về phía Tín công chúa, đây là bạn của ta, mọi người có muốn nhận nàng làm đệ tử không? Mọi người nhìn thoáng qua Tín công chúa, dù Tín công chúa rất yêu nghiệt, nhưng ở nơi này, thiên phú của nàng ấy cũng không quá nổi bật. Vì ở đây đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thấy không ai nói gì, Diệp Huyên cau mày, hắn đang định lên tiếng thì Tín công chúa khẽ mỉm cười, không sao. Ta ở lại đây tu luyện linh độ thời không chi lực là được. Diệp Huyên gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Tín công chúa, bên trong là mạt pháp tinh. Tín công chúa nhận lấy nhẫn chứa đổ, cười nói cảm ơn. Một số người đang có mặt đều nhìn về phía nhẫn chứa đổ trong tay Tín công chúa. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ai ra tay với bạn của ta chính là ra tay với ta, ai ra tay với ta, thì đừng trách ta vô tình. Mọi người. Diệp Huyên nhìn về phía Đại Sơn, tiền bối, chúng ta đến nơi khác tu luyện đi. Dứt lời, hắn dẫn theo Đại Sơn tiến vào tiểu tháp. Sau khi vào trong tiểu tháp, sắc mặt Đại Sơn thoáng chốc thay đổi. Một lát sau, tâm trạng ông ta chợt trở nên phức tạp. Trời ạ! Xem thử hoàn cảnh tu luyện của người ta đi. Sau đó lại nhìn ông ta trước đây. Không có so sánh sẽ không có tổn thương. Diệp Huyên ngồi xếp bằng, dưới sự chỉ dẫn của Đại Sơn, không lâu sau đó, hắn đã hiểu rõ được công pháp, tiếp theo là trải qua thiên kiếp. Sau khi Diệp Huyên và Đại Sơn rời khỏi tiểu tháp, mọi người xung quanh đều nhíu mày, vừa mới đi vào đã đi ra rồi à? Chỉ có Đại Sơn biết thật ra hai người đã đi vào một khoảng thời gian rồi. Nhưng ở bên ngoài chỉ mới trôi qua một lúc mà thôi. Đại Sơn nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Diệp Huyên nhìn về phía thiên kiếp, cười nói, bây giờ được rồi. Nhớ kỹ, giảm nhẹ uy lực của ngươi lại một chút. Thiên kiếp gật đầu, sau đó hóa thành một tia lôi quang biến mất. Bên dưới, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu điều động công pháp kỷ nguyên đạo thể, chẳng mấy chốc, trên người hắn đã xuất hiện ánh sáng mờ nhạt. Lúc này, trong mây đen có một tia lôi điện đánh xuống. Nhìn thấy thế, sắc mặt mọi người xung quanh lập tức thay đổi. Nhưng sau đó, mọi người đều sửng sốt. Uy lực yếu thế à? Dưới ánh nhìn ngơ ngác của mọi người, lôi điện kia đánh lên đầu Diệp Huyên. Oanh! Một tia chớp bộc phát trên người Diệp Huyên, thân thể Diệp Huyên run rẩy dữ dội, sau đó, năng lượng lôi điện từng chút bị Diệp Huyên hấp thu. Thấy thế, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Đang làm gì thế này? Một lát sau, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, có thể giảm uy lực lại một chút nữa. Lúc này, một tia lôi điện lại đánh xuống. Mà uy lực của nó thật sự đã yếu hơn tia lôi điện khi nãy một chút. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều hóa đá. Con mẹ nó! Uy lực còn có thể điều chỉnh à? Lúc này, tam quan của mọi người đều sụp đổ. Lúc này, Đại Sơn ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm. Trước đây ông ta suýt bị lôi kiếp này đánh chết đấy. Mà bây giờ, uy lực của nó. Thật không biết nói gì hơn. Cứ thế, dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyên bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng thiên kiếp đó.
Không lâu sau, Diệp Huyên bắt đầu yêu cầu thiên kiếp tăng thêm uy lực, mà thiên kiếp cũng làm theo lời hắn. Dưới sự rèn luyện của thiên kiếp, thân thể của Diệp Huyên cũng chậm rãi thay đổi. Đại Sơn ở bên cạnh tỏ vẻ hâm mộ. Nếu thiên kiếp cũng có thể phối hợp với ông ta như thế, thân thể của ông ta cũng sẽ được cường hóa. Phải biết rằng, dù uy lực lôi kiếp của thiên kiếp này rất đáng sợ, nhưng đồng thời nó cũng hàm chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, nếu thân thể của hắn bây giờ có thể hấp thu những lôi kiếp này thì chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Tiếc là thiên kiếp sẽ không phối hợp với ông ta. Thời gian dần trôi, Diệp Huyên điên cuồng tu luyện, mà những người xung quanh cũng không rời đi, đều ở lại quan sát Diệp Huyên. Uy lực của lôi kiếp ngày càng mạnh, lúc này thân thể Diệp Huyên cũng xuất hiện thay đổi long trời lở đất, bên dưới thân thể hắn ẩn chứa vô số tia chớp nhỏ bé, mỗi tia chớp đều mang theo năng lượng vô cùng đáng sợ. Không biết bao lâu trôi qua, thiên kiếp mới dừng lại. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đứng dậy, mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, vô số lôi quang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Mọi người đều im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên chắp tay chỉ về phía trước. Vụt! Một tia kiếm quang lôi điện lướt qua bầu trời mênh mông, chém thẳng lên vùng đất phía xa, mặt đất lập tức nứt ra, xuất hiện một khe hở sâu không thấy đáy. Diệp Huyên vô cùng hưng phấn, như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Sơn, đánh ta một quyền. Đại Sơn nhìn Diệp Huyên, sau đó đánh một quyền về phía mặt Diệp Huyên. Bốp! Một âm thanh vang lên. Diệp Huyên bay ra xa mấy vạn trượng, cuối cùng ngã mạnh xuống đất. Mọi người lập tức giơ ngón tay cái với Đại Sơn. Bọn họ cũng rất muốn làm thế. Diệp Huyên chậm rãi bò dậy từ dưới đất, đầu óc choáng váng, hơn nữa, khóe miệng của hắn còn có máu tươi chậm rãi chảy ra. Diệp Huyên cau mày, thân thể này của ta vẫn yếu thế à? Đại Sơn nhìn Diệp Huyên, nếu là trước đây, cú đấm này của ta có thể đánh nát thần hồn của cậu. Diệp Huyên trầm giọng nói, vẫn chưa đủ mạnh. Khóe miệng Đại Sơn khẽ giật, vẫn chưa đủ mạnh. Cậu có biết thân thể của cậu bây giờ, không đúng, cậu biết lực lượng của ta bây giờ đáng sợ đến mức nào không? Ở đây không ai dám đỡ một quyền của ta cả, mà cậu sau khi đỡ một quyền của ta vẫn không chết, hơn nữa, thân thể cũng không bị nứt vỡ, thế này đã là kinh khủng lắm rồi. Và lại, cậu mới tu luyện bao lâu chứ? Chỉ mới tu luyện mấy ngày thôi. Ta thật sự thấy khâm phục đấy, cậu có khác nào bật hack vô địch đâu, mẹ kiếp. Nói xong câu cuối, ông ta thật sự muốn nổi điên. Giận quá đi mà. Lúc trước ông ta tu luyện thân thể cũng giống như ở trong địa ngục vậy. Mà người này thì sao? Đơn giản như đang chơi đùa. Con mẹ nó. Mà người này vẫn cảm thấy không đủ. Ông trời. Sao ông bất công thế? Mọi người xung quanh cũng nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt không được thân thiện. Bọn họ có thể đi đến đây thật sự đều rất vất vả, còn người này thì ngược lại, đến nơi này như đi chơi vậy. Kỳ lạ nhất là người này còn có thể đi. Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Diệp Huyên chợt nói, so với ông, thân thể của ta bây giờ thế nào? Đại Sơn nhìn Diệp Huyên, một nửa. Diệp Huyên cau mày, mới một nửa thôi á. Đại Sơn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta tu luyện sắp 80 triệu năm rồi. 80 triệu năm đó. Còn cậu thì sao? Cậu mới tu luyện chưa đến 2 ngày. 2 ngày, cậu còn muốn sao nữa? Diệp Huyên mỉm cười, để ta bảo thiên kiếp phối hợp với ông. Đại Sơn ngơ ngác, sau đó run rẩy nói, cậu, à không, Diệp thiếu, cậu, nói thật chứ? Diệp Huyên gật đầu, thật. Đại Sơn kích động nói. Diệp thiếu, khi nãy ta nói chuyện hơi lớn tiếng, Diệp thiếu, xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin chân thành xin lỗi. Diệp Huyên cười đáp, không sao. Dứt lời, hắn cười nói với thiên kiếp huynh, phối hợp với Đại Sơn huynh đệ này một chút đi, cảm ơn. Thiên kiếp ở chân trời đáp, được thôi. Diệp Huyên nhìn về phía Đại Sơn, đi đi. Đại Sơn kích động nói, được, được. Dứt lời. Ông ta đi sang một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống, ông ta ngẩng đầu nhìn thiên kiếp nơi chân trời, lúc này, trong mắt ông ta không còn nỗi sợ hãi trước đây nữa, đa phần chỉ có hưng phấn mà thôi. Như nghĩ đến điều gì, ông ta đột nhiên nhìn Diệp Huyên phía xa,
ông ta chợt cảm thấy hơi hối lỗi vì suy nghĩ của mình khi nãy. Một chàng trai trẻ ưu tú và chất phác biết bao. Thiên kiếp nhanh chóng đánh lôi điện xuống, uy lực của lôi điện cũng không lớn lắm, vẫn trong phạm vi chịu đựng của Đại Sơn. Đại Sơn chậm rãi nhắm mắt, mặc cho lôi điện đánh lên người mình. Oanh! Thân thể Đại Sơn không ngừng run rẩy, một năng lượng lôi điện đáng sợ tản ra quanh người ông ta. Trên mặt Đại Sơn nhất thời lộ vẻ tham lam. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Không hổ danh lôi kiếp lợi hại nhất vũ trụ, năng lượng này. Quá đã. Đương nhiên phải khống chế uy lực mới dễ chịu như thế, nếu không lôi kiếp đã giết chết ông ta rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Còn có thể làm thế à? Diệp Huyên không quan tâm đến mọi người, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó cảm nhận thân thể của mình, không thể không nói, thân thể của hắn lúc này đã xảy ra thay đổi vô cùng lớn. Thân thể của hắn đã mạnh mẽ đến mức đáng sợ rồi, chẳng những thế, nó còn chứa đựng lực lượng như hủy diệt đất trời. Thời không tuế nguyệt cũng không thể đỡ nổi một cú đấm của hắn. Cảm giác vô địch. Đương nhiên hắn cũng biết, so với cường giả như Đại Sơn, thân thể của hắn còn kém xa. Nhưng bây giờ nếu hắn muốn cường hóa thân thể thêm thì cũng chỉ có thể làm từ từ, vì thiên kiếp không thể tăng thêm uy lực được nữa. Nếu còn tăng thêm, thân thể của hắn không chịu được, hơn nữa, việc hắn phải làm bây giờ là hoàn toàn hấp thu những năng lượng lôi kiếp này, để chúng hòa làm một với cơ thể. Sau khi hấp thu có thể tiếp tục tu luyện. Để không lãng phí thời gian, Diệp Huyên tiến vào tiểu tháp hấp thu. Mọi người xung quanh nhìn Đại Sơn đang tu luyện phía xa với nét mặt phức tạp, trong lòng cũng khó chịu. Bọn họ biết không bao lâu nữa, thực lực của Đại Sơn này sẽ xuất hiện thay đổi long trời lở đất. Cường giả như thế muốn nâng cao thực lực là rất khó, nhưng một khi nâng cao sẽ vô cùng kinh khủng. Lúc trước, mọi người đều rất khinh thường hành động của Diệp Huyên. Nhưng lúc này, bọn họ lại thấy hâm mộ. Diệp Huyên điên cuồng hấp thu những năng lượng lôi kiếp đáng sợ kia. Khí thế cũng hắn cũng không ngừng dâng cao. Năng lượng của lôi kiếp này thật sự quá kinh khủng. Khí thế trên người Đại Sơn phía xa cũng không ngừng dâng cao. Mọi người xung quanh đều nhìn Đại Sơn bằng nét mặt vô cùng nặng nề. Lúc trước người này đã rất mạnh rồi, những người xung quanh gần như không có ai muốn giao thủ với ông ta, vì thể tu thật sự quá mất não. Thể tu là kiểu duy nhất khiến người khác thấy phiền hơn cả kiếm tu. Lỗ mãng mất não. Mà bây giờ, Đại Sơn này lại sắp mạnh hơn. Nếu người này nâng cao thực lực hơn nữa thì chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyên trong tiểu tháp đột nhiên chậm rãi đứng lên, vừa đứng dậy, quanh người hắn chợt xuất hiện năng lượng đáng sợ dao động. Đã hấp thu toàn bộ. Diệp Huyên nhìn thân thể của mình, hơi nhếch môi. Mạnh mẽ. Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, thấy Diệp Huyên xuất hiện. Sắc mặt mọi người đều trở nên khá kỳ lạ. Diệp Huyên không quan tâm đến bọn họ, hắn nhìn về phía Đại Sơn đang tu luyện, sở dĩ hắn chọn giúp đỡ Đại Sơn là vì hắn muốn tìm mấy trợ thủ ở đây. Phía chân trời, thiên kiếp không ngừng đánh lôi kiếp lên người Đại Sơn. Nhìn tình cảnh trước mắt, nét mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề. Đại Sơn này thật sự rất mạnh. Uy lực của lôi kiếp hiện tại mạnh hơn lôi kiếp hắn chịu đựng khi nãy không chỉ 10 lần. Mà Đại Sơn lại có thể chịu được. Hắn và đối phương vẫn có chênh lệch khá lớn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên xoay người nhìn Tín công chúa phía xa, lúc này, Tín công chúa đang tu luyện linh độ thời không chi lực ở nơi này. Diệp Huyên đi tới trước mặt Tín công chúa khẽ mỉm cười, người đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyên gật đầu, cô tu luyện thế nào rồi? Tín công chúa gật đầu, tạm được, vì tâm pháp vũ trụ có thể giúp ta hấp thụ linh độ thời không chi lực ở đây. Diệp Huyên cười đáp, vậy thì tốt. Lúc này, Đại Sơn phía xa đột nhiên quát to một tiếng. Mọi người đều nhìn về phía ông ta. Đại Sơn chậm rãi đứng lên, trên người ông ta tản ra sức mạnh sấm sét kinh khủng, khí thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự áp bách. Nét mặt mọi người đều trở nên vô cùng nặng nề. Đại Sơn siết chặt hai tay, một khí thế mạnh mẽ dâng trào, lúc này, thời không linh độ xung quanh cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Đại Sơn đột nhiên cười to. Lúc này, Diệp Huyên đi tới trước mặt Đại Sơn,
Đại Sơn vội nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, giúp ta đánh người. Đại Sơn sửng sốt, sau đó hỏi, đánh ai? Diệp Huyên chỉ về phía cô bé váy trắng đeo đao phía xa, nàng. Nghe vậy, mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phái cô bé. Cô bé nhìn Diệp Huyên, tay trái đặt lên chuôi đao. Đại Sơn quay đầu nhìn cô bé, sau đó, ông ta đột nhiên xông tới, đánh một quyền về phía cô bé. Cú đấm này mang theo lực lượng thân thể đáng sợ như hủy thiên diệt địa. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Cô bé híp mắt, đao rời khỏi vỏ. Oanh! Đao quang đột nhiên đánh xuống từ trên trời. Ầm! Một âm thanh lớn vang lên, Đại Sơn lập tức lùi lại hơn nghìn trượng. Sau khi dừng lại, trên cánh tay phải của ông ta xuất hiện một vết đao rất sâu. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt, chết tiệt, cô bé này mạnh thế. Hắn thật sự không ngờ rằng cô bé này lại đáng sợ đến vậy, trong mắt hắn, Đại Sơn đã là một tồn tại rất kinh khủng rồi. Mà lúc này, khi đối mặt với cô bé, ông ta lại rơi vào thế yếu. Diệp Huyên nhìn về phía cô bé váy trắng, lúc trước khi đối mặt với Vô Biên Chủ, dường như người này có vẻ rất sợ hãi. Có phải hắn hơi đánh giá thấp Vô Biên Chủ rồi không? Vô Biên Chủ. Đại Sơn cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Ông ta không đấu lại. Ông ta nhìn về phía cô bé váy trắng, tỏ vẻ khó tin. Ông ta chưa từng giao thủ với cô bé, nhưng ông ta biết đối phương không đơn giản, vì những người đến đây đều không phải kẻ vô dụng. Mà ông ta không ngờ đối phương lại mạnh đến thế. Lúc này, cô bé đột nhiên nhìn Diệp Huyên, sau đó chậm rãi đi về phía hắn. Diệp Hiểu Hiểu bình tĩnh nói, không phải ta không đánh lại ngươi, chỉ là bây giờ ta không muốn ra tay. Cho nên, nếu ngươi còn đi về phía trước một bước, ta sẽ dùng tiền truy nã ngươi. Cô bé dừng bước. Mọi người. Diệp Huyên lại nói, trả mạt pháp tinh của ta lại cho ta. Cô bé nhìn Diệp Huyên, không. Diệp Huyên nhìn chằm chằm cô bé, vậy tốt nhất ngươi nên ra tay ngay bây giờ, nếu không, ta sẽ trả thù ngươi đấy. Cô bé bình tĩnh đáp, ta không sợ. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi không sợ cả thiên kiếp à? Cô bé lạnh nhạt đáp, ta đánh không lại nó, nhưng ta chạy được. Còn ngươi thì không chạy được khỏi ta đâu. Diệp Huyên đen mặt. Lúc này, Đại Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyên, ông ta trầm giọng nói, Diệp thiếu, cô bé này không đơn giản, nàng có thể phá vỡ phòng ngự của ta, cũng đồng nghĩa với việc ta không đánh lại nàng. Nhưng ta biết một người có thể thắng được nàng. Diệp Huyên vội vàng hỏi, ai? Đại Sơn chỉ sang bên phải. Diệp Huyên nhìn theo ngón tay của Đại Sơn, cách đó mấy trăm trượng có một cô gái đang ngồi, cô gái mặc váy dài màu đen, nàng ta ngồi dưới đất, tựa lưng vào một tảng đá lớn, đang xem một quyển cổ tịch rất dày. Diệp Huyên hơi tò mò, nàng là... Đại Sơn trầm giọng nói, không quen, chúng ta cũng không biết nàng đến từ đâu, dù sao thì nàng cũng rất mạnh, chúng ta đều gọi nàng là hắc nữ. Diệp Huyên hỏi, nàng đánh thắng được cô bé cầm đao này à? Đại Sơn gật đầu, chắc chắn đánh thắng được. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, để ta thương lượng với nàng. Dứt lời, hắn đi tới chỗ hắc nữ. Cô bé váy trắng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên đi tới trước mặt hắc nữ, hắn hơi chần chừ, sau đó cất lời, có thể nói chuyện không? Hắc nữ nhìn Diệp Huyên, được. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức thấy vui mừng. Sau đó hỏi, cô có thể đánh thắng cô bé cầm đao đó không? Hắc nữ gật đầu, có thể. Diệp Huyên nói, đánh nàng một trận. Hắc nữ nhìn Diệp Huyên, lợi ích là gì? Diệp Huyên đáp, cô ra điều kiện đi. Hắc nữ nói, mạt pháp tinh, người có bao nhiêu? Diệp Huyên hỏi, cô muốn bao nhiêu? Hắc nữ giơ hai ngón tay, 200.000. Diệp Huyên lắc đầu. Nàng chỉ lừa ta 100.000 mạt pháp tinh, cô lại đòi của ta 200.000, không được. Hắc nữ nói thẳng, vậy ngươi tự đi mà đánh. Diệp Huyên cất lời, sau này ta sẽ dẫn cô rời khỏi đây, đi đến thế giới hư chân. Hắc nữ nhìn Diệp Huyên, lừa ta à? Diệp Huyên hỏi, cô không tin ta ư? Hắc nữ lắc đầu, ngươi vẫn nên trả tiền thì hơn. Diệp Huyên nhíu mày, sao người phụ nữ này lại cứng đầu thế?
Diệp Huyên còn định nói gì đó nhưng hắc nữ đã nói thẳng, ta chỉ cần tiền. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Lý Thiên của đạo môn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông ta nhìn thoảng qua hắc nữ, sau đó kéo Diệp Huyên lùi về sau. Diệp Huyên khó hiểu, sao vậy? Lý Thiên nhìn hắc nữ bằng nét mặt vô cùng đề phòng, Diệp Thiếu, nàng ta cùng một phe với cô gái cầm đao kia. Một phe, Diệp Huyên sửng sốt. Hắn nhìn về phía hắc nữ, sau đó hỏi, sao lại nói thế? Lý Thiên lắc đầu, ta từng thấy hai người họ nói chuyện với nhau, nàng ta muốn lừa đảo. Lúc này, hắc nữ đột nhiên chắp ngón tay chỉ ra, một văn tự cổ đột nhiên bay ra từ cổ tịch trong tay nàng ta. Sắc mặt Lý Thiên thoáng chốc thay đổi, ông ta dùng tay phải bấm thủ ấn đưa về phía trước. Oanh! Dưới ánh nhìn của mọi người, Lý Thiên lập tức bị đánh lui nghìn trượng, khi dừng lại, cánh tay phải của ông ta lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nét mặt Lý Thiên trở nên vô cùng nặng nề. Hắc nữ nhìn thoáng qua Lý Thiên, sau này nếu còn nhiều lời một câu, ta sẽ giết ông. Nói xong, nàng ta tiếp tục đọc sách. Diệp Huyên nhìn thoáng qua hắc nữ, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Lý Thiên cất giọng nói nặng nề, Diệp Thiếu, ở nơi này đừng nên tùy tiện tin tưởng bất cứ ai. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn cô bé váy trắng phía xa, tin ta đi, ngươi cầm tiền của ta, ngươi chắc chắn sẽ không có mạng để tiêu đâu. Cô bé váy trắng nhìn Diệp Huyên, ta không sợ ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Kiếp, sau đó chỉ hắc nữ và cô bé váy trắng, bắt đầu từ hôm nay, nếu hai người họ muốn vượt ải, ngươi cứ sử dụng lôi kiếp mạnh nhất với các nàng, đánh đến chết cho ta, tuyệt đối đừng nương tay. Mọi người. Thiên Kiếp đáp, được. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô bé váy trắng, ngươi cứ ở lại đây cả đời đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cô bé váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tay trái đặt lên cán đao, lúc này, một khí thế đáng sợ đột nhiên bao phủ lấy cô bé, nếu ngươi dám ra tay với hắn, tin ta đi, ta chắc chắn sẽ đánh cho ngươi tan biến. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếp, như thế rất không công bằng. Ngươi là người kiểm tra, công khai cho người khác gian lận như thế, chẳng lẽ không sợ chủ nhân của ngươi trừng phạt ngươi sao? Thiên Kiếp đáp, hắn là người được chủ nhân chọn. Cô bé im lặng, sắc mặt rất khó coi. Thiên Kiếp nói tiếp, đừng tỏ vẻ uất ức như thế, chẳng lẽ không phải vì ngươi lừa tiền người ta trước sao? Sao nào, lúc người ta nói lý lẽ với ngươi, ngươi muốn giở trò, mà bây giờ, người ta giở trò với ngươi, ngươi lại đòi công bằng. Cô bé nhìn Thiên Kiếp, tuy hắn là người thiên mệnh, nhưng thực lực lại quá yếu, vì sao ngươi phải sợ hắn thế? Thiên Kiếp đáp, nếu hắn muốn, hắn có thể đi đến thế giới hư chân ngay bây giờ, nhưng nếu ngươi muốn, thì ngươi chỉ có thể muốn mà thôi, hiểu chứ? Cô bé váy trắng nhíu mày. Thiên Kiếp cũng không quan tâm đến cô bé nữa, mà xoay người biến mất trong mây đen. Mọi người xung quanh nhìn thoáng qua cô bé, đều lắc đầu. Bọn họ cũng không thích thiếu niên bật hách này cho lắm, nhưng bọn họ cũng không muốn động vào hắn. Vừa nhìn người này đã biết là thiếu gia, hơn nữa còn là một thiếu gia có hách. Không nên gây chuyện với hắn thì tốt hơn. Mà cô bé này thì hay rồi, dám lừa tiền người ta. Bây giờ tốt lắm. E rằng cả đời người này cũng không thể rời khỏi đây. Lúc vượt ải, ban đầu Thiên Kiếp cũng sẽ không đẩy người ta vào chỗ chết ngay, nó sẽ chậm rãi nâng cao uy lực. Như thế, bọn họ có thể mượn lôi kiếp nâng cao thực lực của bản thân. Nhưng nếu Thiên Kiếp ra tay mạnh ngay từ đầu, thì không ai có thể chịu nổi cả. Cô bé váy trắng im lặng một lát rồi đi tới trước mặt hắc nữ, chúng ta có thể giết hắn không? Không thể không nói, cô bé rất ghét Diệp Huyên. Từ lần đầu gặp đã thấy không thích. Cô bé ghét những kẻ có người chống lưng thế này nhất. Hắc nữ đọc sách, không quan tâm đến cô bé váy trắng. Cô bé váy trắng đang định nói tiếp thì hắc nữ chợt cất lời, trả tiền lại cho hắn đi. Cô bé lạnh lùng nhìn hắc nữ, tỷ cũng sợ hắn sao? Nói xong, cô bé xoay người rời đi. Hắc nữ cau mày. Sau khi rời khỏi thời không linh độ, Diệp Huyên và Tín công chúa trở lại đế quốc cổ. Lúc này, thư viện ở đế quốc cổ đã bắt đầu hoạt động. Trong điện, Diệp Huyên nhìn cô gái trước mặt. Cười nói, không ngờ cô lại đến nhanh thế. Người vừa đến chính là Ứng Thanh đang phụ trách tiên bảo các hiện tại.
Ứng Thanh khẽ mỉm cười, Diệp thiếu. Diệp Huyên cất lời, thành lập truyền tống trận đi. Ứng Thanh hỏi, từ vũ trụ quan Huyên đến cổ vực sao? Diệp Huyên gật đầu. Ứng Thanh nghiêm túc nói, khoảng cách quá xa, sẽ rất tốn kém. Diệp Huyên hỏi, có khó khăn lắm không? Ứng Thanh trầm giọng đáp, ta sẽ giải quyết. Diệp Huyên cười nói, được. Ứng Thanh cúi chào Diệp Huyên, sau đó lui ra ngoài. Lúc này, ám quân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp thiếu. Diệp Huyên gật đầu, cổ vũ trụ này rất rộng lớn, người có thể tuyển chọn thêm người cho mình. Ám quân cung kính đáp, ta biết rồi. Diệp Huyên hỏi, có khó khăn gì không? Ám quân lắc đầu, không có vấn đề gì cả. Diệp Huyên cười nói, được. Ám U cung kính hành lễ, sau đó lùi về sau. Lúc này, một cô gái đi vào, người tới chính là Lý Bán Chi. Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, ta đã gặp Tín công chúa rồi, là một người rất lợi hại. Diệp Huyên gật đầu, việc thành lập thư viện quan Huyên ở đế quốc cổ cần có sự giúp đỡ của nàng, ở cổ vực, cô phải phối hợp với nàng. Còn ở nơi khác, nàng sẽ phối hợp với cô. Lý Bán Chi gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên chợt đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến cửa đại điện, nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, nhận xét về thư viện quan Huyên đi. Lý Bán Chi sửng sốt, không hiểu ý của hắn. Diệp Huyên cười nói, nhận xét theo một góc độ khác. Lý Bán Chi im lặng. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, ta nói được không? Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, thấy Tín công chúa chậm rãi đi tới từ cách đó không xa. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là được rồi. Tín công chúa khẽ mỉm cười với Lý Bán Chi cô nương. Lý Bán Chi cười đáp, Tín công chúa, cô nói trước đi. Tín công chúa gật đầu, nhìn từ góc độ của người ngoài, thư viện quan Huyên hiện tại có thể nói là thế lực lớn nhất dưới thế giới hư chân. Nhưng ta cảm thấy thư viện quan Huyên có một vấn đề chí mạng. Đó là vấn đề nội bộ của thư viện quan Huyên hiện tại, hệ thống của thư viện quan Huyên quá hỗn loạn. Tất cả thế lực và gia tộc vì lợi ích mới gia nhập thư viện quan Huyên, mà sở dĩ bọn họ tuân theo trật tự Diệp công tử thiết lập ra cũng là vì sợ hãi và lợi ích. Có thể nói, rất nhiều thế lực cũng không phải thật sự muốn thành lập một vũ trụ có trật tự phép tắc chân chính như Diệp công tử. Diệp Huyên trầm giọng cất lời, nói tiếp đi. Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, xét theo hiện tại, từ trên xuống dưới thư viện quan Huyên có lẽ chỉ có một số ít người cùng suy nghĩ với Diệp công tử. Mà những người còn lại thì chỉ đang lợi dụng thư viện quan Huyên mà thôi. Diệp Huyên im lặng. Lý Bán Chi nhìn Tín công chúa, không nói gì. Tín công chúa tiếp tục, cách giải quyết tốt nhất chính là tiêu diệt toàn bộ gia tộc và thế lực trong thư viện quan Huyên. Từ đó, trong thư viện quan Huyên sẽ không còn phân chia bè phái nữa. Đương nhiên hành động này rất xấu xa. Lý Bán Chi gật đầu, trước đó chúng ta cũng từng đề cập tới vấn đề này. Viện trưởng muốn để viện trưởng đời tiếp theo sẽ làm việc này. Tín công chúa nhìn về phía Diệp Huyên gật đầu. Tín công chúa nhẹ giọng nói, đúng là không tiện làm người xấu như thế. Diệp Huyên cười nói, trước mặt chúng ta chỉ có thể ràng buộc những gia tộc và thế lực này từ mọi phương diện mà thôi. Tín công chúa im lặng một lát rồi nói, tạm thời không nhắc đến vấn đề này nữa, còn một vấn đề nữa chính là tư tưởng. Diệp Huyên nhíu mày, tư tưởng. Tín công chúa gật đầu, phải thống nhất về mặt tư tưởng, nghĩa là phải cho mọi người có mục tiêu xây dựng trật tự mới giống ngươi, bây giờ đa số mọi người trong thư viện đều chỉ bị động đi theo ngươi. Có ngươi thì mọi thứ đều có thể kiểm soát, nhưng nếu không có ngươi sau này chắc chắn thư viện sẽ xảy ra vấn đề lớn. Con người luôn rất ích kỷ, không phải dùng quan Huyên pháp là có thể kiểm soát được. Diệp Huyên hỏi, cô có cách giải quyết không? Tín công chúa đáp, nếu ngươi không muốn tiêu diệt tất cả gia tộc và thế lực thì ngươi chỉ có thể ràng buộc bọn họ mà thôi. Diệp Huyên nói, nếu bây giờ ta muốn tiêu diệt đế quốc cổ, khiến các cô từ bỏ thân phận người của đế quốc cổ, hoàn toàn hòa nhập với thư viện, các cô sẽ làm thế nào? Tín công chúa im lặng một lát rồi đáp, sẽ có người phản kháng rất dữ dội. Mà ngươi, cũng phải giết rất nhiều người mới có thể làm được. Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Tín công chúa khẽ thở dài. Diệp Huyên mỉm cười, ta cũng không quá nóng vội với chuyện này, để cho người đời sau xử lý đi. Tín công chúa cười nói, ngươi có vẻ như đang hại con trai mình đấy.
Diệp Huyên cười nói, cũng đành chịu thôi. Tín công chúa nghiêm túc nói, chúng ta nên tuyên truyền. Diệp Huyên nhíu mày, tuyên truyền. Tín công chúa gật đầu, thư viện còn thiếu một tư tưởng chính, người có, nhưng thư viện thì không. Vì thế, người phải tuyên truyền suy nghĩ của mình cho toàn bộ thư viện. Xây dựng lại trật tự, để tất cả mọi người cùng ngươi phấn đấu vì mục tiêu này. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta thật sự chưa từng nghĩ tới điều này. Tín công chúa cười nói, vẫn còn kịp, hơn nữa còn rất đúng lúc, vì ta đã điều ta về thư viện quan huyên của ngươi, bây giờ thư viện quan huyên vẫn đang bước đầu phát triển, thời điểm vừa thích hợp. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Bán Chi gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Diệp Huyên gật đầu, được. Tín công chúa lại nói, ngươi tu luyện tín ngưỡng chi lực, cũng có thể nói cái ngươi tu luyện là trật tự. Vì thế, một trật tự ổn định là rất quan trọng. Hơn nữa, trật tự này còn phải được toàn bộ sinh linh của vũ trụ thừa nhận. Mà muốn làm như thế, không phải ngươi chỉ thành lập một thư viện, sau đó dạy dỗ một vài học viên là được. Cũng như bây giờ, đế quốc cổ có một thư viện quan huyên, nhưng hàng tỷ sinh linh ở cổ vực cũng không biết ngươi là ai, bọn họ không biết gì về ngươi cả. Hơn nữa, bọn họ gia nhập thư viện quan huyên chỉ vì thư viện quan huyên phúc lợi tốt, chứ không phải muốn xây dựng một trật tự hoàn toàn mới giống như ngươi. Nói đến đây, nàng ấy im lặng một lát rồi mới tiếp tục, ta đã tính toán giúp ngươi rồi, nếu tất cả sinh linh dưới sự thống trị của ngươi đều trung thành với tín ngưỡng chi lực của ngươi có thể mạnh hơn ít nhất 10 triệu lần. Nói cách khác, tín ngưỡng chi lực của ngươi bây giờ chỉ có 1/10 triệu mà thôi. Diệp Huyên im lặng. Tín công chúa lại nói, cho nên, việc chúng ta phải làm là thống nhất tư tưởng của thư viện quan huyên, để mọi người đều biết mục đích của ngươi. Còn phải cho bọn họ cam tâm tình nguyện xây dựng trật tự này cùng ngươi. Sau đó, nàng ấy lại nói, bắt đầu từ đế quốc cổ đi. Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa, nàng ấy khẽ mỉm cười, trước mắt, chế độ của thư viện quan huyên vượt xa đế quốc cổ, hơn nữa cũng công bằng với người dân hơn. Phổ biến quan huyên pháp của ngươi ở nơi này, ngoài hoàng thất đế quốc cổ chúng ta, rất nhiều người chắc chắn đều sẽ tuân theo. Vì luật pháp của chúng ta vốn là hoàng quyền đứng đầu. Quý tộc hơn người, rất không thân thiện với người bên dưới. Còn quan huyên pháp và chế độ mới của ngươi lại rất thân thiện, ta tin chắc chắn rất nhiều người sẽ muốn đi theo ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy hoàng thất của cô. Tín công chúa cười đáp, cái này ngươi yên tâm, ta có thể xử lý. Lý Bán Chi nhìn Tín công chúa, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Đây là muốn hy sinh lợi ích của đế quốc cổ và gia tộc của mình để ủng hộ trật tự mới của Diệp Huyên. Quá quyết đoán. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ Tín công chúa. Tín công chúa ngắt lời hắn, ta cũng không vĩ đại như thế đâu. Bây giờ từ bỏ lợi ích của đế quốc, nhưng cá nhân ta lại có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ Diệp công tử. Chỉ cần ta sống tốt, gia tộc của ta sẽ luôn mạnh mẽ. Hơn nữa, ta nghĩ có lẽ Diệp công tử cũng sẽ ghi nhớ sự hy sinh của hoàng thất đế quốc cổ hôm nay. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên ta sẽ khắc ghi chuyện này. Tín công chúa khẽ mỉm cười, đây chính là lời nàng muốn nghe. Những lời này có thể giữ cho đế quốc cổ bình an qua vô số thế hệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có tân hoàng tương lai. Nói một cách khác, chỉ cần hoàng tộc của đế quốc cổ không tạo phản, bọn họ sẽ mãi mãi bình an. Mà suy nghĩ của nàng ấy cũng rất đơn giản, sau khi nhìn thấy thời không linh độ, nàng ấy hy vọng bản thân và hoàng tộc của đế quốc cổ có thể có một mục tiêu cao hơn. Đó chính là tiến vào thế giới hư chân. Tín công chúa nói tiếp, còn một chuyện nữa là các thời không duy độ. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Tín công chúa nghiêm túc nói, theo ta được biết, các thời không duy độ đều do người phụ trách đạo môn quản lý, mà vũ trụ của chúng ta bây giờ lại gắn bó chặt chẽ với các thời không duy độ. Cho nên, chúng ta muốn có quyền quản lý các thời không. Diệp Huyên im lặng. Tín công chúa nhìn hắn, chúng ta phải có quyền quản lý những thời không này, nếu không, nó đứng trên thời không hiện hữu chúng ta, một khi không có ngươi ở đây, cường giả của những thời không này sẽ dòm ngó thời không hiện hữu chúng ta, đó là một uy hiếp vô cùng to lớn. Hơn nữa, trước mắt, ngươi tuyệt đối không thể đi đến thế giới hư chân, vì nó sẽ mang đến rất nhiều mối nguy cho việc xây dựng trật tự ở thời không hiện hữu. Cho nên trước khi đến thế giới hư chân, ngươi phải thực hiện 3 bước. Thứ nhất là thống nhất tư tưởng cho thư viện quan huyên, thành lập trật tự hoàn toàn mới.
Thứ hai là thống nhất tất cả thời không bên dưới thế giới hư chân, thành lập một trật tự thời không đặc biệt, trật tự thời không này phải nằm dưới trật tự mới của ngươi. Thứ ba, giải quyết triệt để tất cả thế lực hoặc gia tộc không muốn gia nhập thư viện Quan Huyên, hoàn thành việc thống nhất vũ trụ. Thống nhất. Lý Bán Chi ở bên cạnh trầm giọng nói, chúng ta hy vọng những thế lực có thể gia nhập một cách tự nguyện. Tín công chúa lắc đầu, không được. Ở vũ trụ này, tất cả các thế lực và gia tộc đều phải gia nhập thư viện Quan Huyên. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ thì không thể nhân từ, cũng không thể chần chừ, càng không thể vừa muốn làm chuyện lớn lại muốn làm người tốt. Chỉ một câu thôi, muốn gia nhập thì gia nhập, không muốn gia nhập cũng phải gia nhập. Toàn bộ vũ trụ này, chỉ cần là nơi có người sống thì đều thuộc quyền quản lý của thư viện Quan Huyên. Không phục thì đấu tay đôi. Lý Bán Chi. Thống nhất cả vũ trụ. Phải nói rằng Diệp Huyên thực sự hơi bất ngờ. Lý Bán Chi nhìn Tín công chúa, sẽ gây ra phản kháng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 257.